Rồi được chưa? Được chưa Hiền? Dạ được rồi đó anh. Dạ, anh bắt Dạ, đầu ạ. em xin phép tại nó hơi trục trặc chút. Dạ, lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu của trường Đại học Y Dược Huế và công ty Esai đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay được tham gia cái buổi hội thảo hôm nay với một cái tiêu đề rất là phổ biến hiện nay trong bệnh lý tiêu hóa là khó tiêu chức năng. Em xin kính chào thầy chủ tọa là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thủy, xin kính chào thầy phó sư Nguyễn Đình Toàn. Thì em xin phép được bắt đầu bài báo cáo của mình. Thì như chúng ta biết cái khó tiêu chức năng, đây là một cái bệnh lý rất thường gặp hiện nay, cũng giống như là thầy Thủy có nói ban đầu, các cái triệu chứng cơ năng hiện nay rất là quan trọng trong cái chẩn đoán bệnh lý, đặc biệt là khi chúng ta ở các phòng khám chuyên về tiêu hóa hoặc là những phòng khám nội khoa. Nói chung thì các bệnh nhân đến với chúng ta với các triệu chứng rất dễ liên quan đến những cái rối loạn về tiêu hóa. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái khó tiêu chức năng, đây là một cái bệnh lý có thể nói là nó liên quan đến ống tiêu hóa trên và không liên quan đến ống tiêu hóa dưới, và các triệu chứng của bệnh nhân đều do liên quan đến bữa ăn gây ra, đặc biệt là các cái triệu chứng đầy bụng khó tiêu sau ăn. Thì nếu mà nói về khó tiêu chức năng thì người ta nói rằng bệnh nhân phải có ít nhất một trong các triệu chứng liên quan đến bữa ăn như sau, ví dụ như ăn mau no, ăn khó tiêu, đau thượng vị và nóng thượng vị sau khi ăn. Và các triệu chứng này người ta sẽ gom lại thành hai hội chứng này có thể xuất hiện riêng rẽ hoặc là có thể trùng lắp với nhau. Để dễ dàng mà nắm được thì chúng ta có thể nhớ rất là dễ, đó là gì? Một cái hội chứng là đầy bụng sau ăn, không có đau, và hội chứng thứ hai là đau bụng sau ăn và không có đầy bụng. Tuy nhiên, giống như tôi đã vừa nói thì hai hội chứng này nó có thể trùng lắp với nhau và liên quan ống tiêu hóa trên. Cái quan trọng nhất để chúng ta chẩn đoán đây là một cái khó tiêu, một rối loạn tiêu hóa liên quan đến chức năng và không phải là tổn thương thực thể là tại vì sao? Khi chúng ta làm cái chẩn đoán liên quan đến ống, đặc biệt là nội soi dạ dày tá tràng, thì chúng ta không phát hiện bất kỳ tổn thương thực thể nào, ví dụ như không có tổn thương loét, không có tổn thương viêm mãn tính, không có tổn thương u hoặc những tổn thương khác của vùng dạ dày tá tràng, thì lúc này và cũng không có bệnh lý nào khác của bệnh nhân có thể giải thích được các triệu chứng đang xảy ra trên bệnh nhân. Và dịch tễ học thì chúng ta thấy rằng đây không phải là bệnh hiếm gặp, tỷ lệ chung trên thế giới thì rất là biến động, tuy nhiên nó sẽ dao động khoảng từ 10 đến 30% ở các vùng địa lý khác nhau, tỷ lệ nó cũng khác nhau. Và trong những bệnh nhân này thì gần một nửa phần nửa bệnh nhân, khoảng 40% bệnh nhân phải đến gặp các bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa hoặc không phải là tiêu hóa để mà tư vấn điều trị. Bệnh này không có làm giảm chất lượng sống của người bệnh, xin lỗi, bệnh này không có bằng chứng để giảm cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân, tuy nhiên nó làm cái chất lượng sống người bệnh giảm đi rất nhiều, tuy và nó gây ra gánh nặng cho ngân sách y tế. Thì ở năm ở 2009 ở Mỹ, người ta thống kê tất cả các chi phí từ chẩn đoán, điều trị, thậm chí sử dụng những thuốc đông tây y, thực phẩm chức năng, thì ngân sách của Mỹ gánh khoảng 18 tỷ đô la cho bệnh lý khó tiêu chức năng này. Chúng ta thấy một cái con số rất là khủng khiếp. Và cái diễn biến của bệnh nó còn thay đổi theo thời gian. Sau 5 năm, các bệnh nhân vẫn còn 50% các bệnh nhân còn triệu chứng và chưa có dứt điểm được cái bệnh lý này. Ở Nhật Bản thì người ta thấy rằng khoảng gần 20% những người kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ gặp được cái triệu chứng liên quan đến khó tiêu. Và ở những người có các bệnh lý khác không liên quan đến ống tiêu hóa thì cũng khoảng 50% các trường hợp có những triệu chứng liên quan đến cái rối loạn tiêu hóa, và cái bệnh nền của người ta không phải là bệnh tiêu hóa ban đầu. Các rối loạn vận động ống tiêu hóa thì chúng ta có thể thấy làm chia làm 3 loại. Thí dụ như rối loạn do các nguyên nhân thực thể, rối loạn vận động đơn thuần và các rối loạn chức năng. Thì cái ống tiêu hóa trên thì chúng ta thấy là khó tiêu chức năng, đó là cái từ định nghĩa. Còn ống tiêu hóa dưới thì chúng ta có một cái bệnh lý điển hình đó là hội chứng ruột kích thích. Về sinh lý bệnh thì thật sự mà nói thì cho đến nay nguyên nhân sinh bệnh rõ ràng vẫn chưa được biết. Tuy nhiên các bất thường mà liên quan đến khó tiêu chức năng này chủ yếu người ta thấy do cái cơ chế chậm lầm rỗng dạ dày. Cái dạ dày của bệnh nhân chậm lầm rỗng sau ăn và từ đó nó dẫn đến khó tiêu chức năng trong gần 50% các trường hợp. Một số yếu tố khác mà ngày nay chúng ta thấy đó là nhiễm HB. Cho với một cái tỷ lệ nhiễm HB trên thế giới rất là dao động, đặc biệt là ở những nước đang phát triển. Thì cái tỷ lệ nhiễm HB này có thể dao động từ 50 thậm chí 90% các trường hợp. Riêng ở Việt Nam chúng ta thì trong cộng đồng thì theo các báo cáo gần đây nhất thì trung bình khoảng 55-60% trong cái tỷ lệ dân số chung là có nhiễm HB. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nguyên nhân mà cũng có thể gây ra cái khó tiêu chức năng. Chút xíu chúng ta sẽ nói phía sau. Có một số cái khác mà gần đây các chuyên gia về tiêu hóa ta thấy rằng các yếu tố tâm lý xã hội, các biến cố sớm trong cuộc sống cũng rất là quan trọng ảnh hưởng đến bệnh nhân. Đặc biệt là các biến cố này nếu xảy ra từ trẻ, từ thuở niên thiếu, từ cái thuở vị thành niên, thì khi bệnh nhân trưởng thành thì rất dễ bị các cái hội chứng, cái triệu chứng liên quan đến khó tiêu chức năng và tác động của axit dạ dày. Thí dụ như tăng tiết axit dạ dày, các nguyên nhân khác nhau làm tăng tiết axit dạ dày cũng có thể gây ra cái khó tiêu chức năng. Một số trường hợp sau nhiễm trùng, người ta thấy rằng có những bệnh nhân sẽ dễ bị khó tiêu chức năng hơn những bệnh nhân khác. Và gần đây người ta phát hiện rằng hiện tượng tăng sinh bạch cầu ái toan ở hành tá tràng.
cũng là một nguyên nhân gây khó tiêu chức năng ở bệnh nhân. Một số trường hợp khác như tăng tính nhạy cảm tạng hoặc là yếu tố khác như di truyền, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, một số chế độ ăn không có đúng tiêu chuẩn là quá nhiều béo, nhiều mỡ hoặc bất thường về dạ dày, hình dạng dạ dày cũng có thể gây ra cái khó tiêu chức năng. Về chức năng vận động của dạ dày, chúng ta thấy rằng phình vị nó có một cái đặc điểm rất là quan trọng là nó sẽ giãn ra để chứa đựng thức ăn khi mà nó thức ăn chúng ta ăn ăn vào. Tại vì phình vị thật ra đây là phần thấp nhất của dạ dày, nó chứa thức ăn và sau đó hang vị sẽ tiến hành trộn và nghiền các thức ăn chứ chưa có sự tiêu hóa ở đây, và môn vị cũng sẽ giúp kiểm soát sự làm rỗng của dạ dày, sự co bóp nhịp nhàng phối hợp với lại cái cơ chế co bóp của dạ dày của tự thân vị, hang vị sẽ giúp cho thức ăn đi qua môn vị và xuống hành tá tràng. Nếu như dạ dày ứ động bị quá nhiều thức ăn và trên mức bình thường cho phép thì sẽ gây ra cái khó tiêu chức năng. Bình thường chúng ta thấy rằng sau khi ăn khoảng 4 tiếng đồng hồ thì tối đa trong dạ dày chỉ còn là khoảng 10% đối với một bữa ăn thông thường đúng tiêu chuẩn, thì khoảng 10% còn lại sau ăn trong dạ dày mà thôi. Và các mức độ chậm lầm rỗng tương đối ở thời điểm khoảng 4 giờ, người ta thấy rằng nếu mà chậm lầm rỗng nhẹ thì mức độ nhẹ là từ 10-15% thức ăn còn tồn đọng lại trong dạ dày. Nếu ở mức độ vừa thì thức ăn còn tồn đọng lại là 15-35%. Và nếu mà tồn đọng trên 35% thì có nghĩa là cái mức độ chậm lầm rỗng dạ dày này có thể gọi là nặng. Tuy nhiên thì để chẩn đoán chậm lầm rỗng dạ dày, người ta các chuyên gia thống nhất chọn khoảng trên 1/4 thức ăn trước đó, ăn trước đó 4 giờ mà còn ứ đọng trong dạ dày thì có thể nói là chậm lầm rỗng dạ dày. Về các dấu hiệu báo động, đây là những yếu tố rất là quan trọng, tại vì đây là một bệnh lý chuyên là liên quan đến khó tiêu chức năng. Nếu như chúng ta tất cả những rối loạn tiêu hóa chúng ta đều nghĩ là bệnh nhân chắc có lẽ là một cái khó tiêu chức năng mà chúng ta bỏ quên những dấu hiệu báo động này thì có thể chúng ta sẽ thiếu sót và sẽ chẩn đoán sót dẫn đến những nguy hiểm cho bệnh nhân, đặc biệt là ở những bệnh nhân trên 55 tuổi mới có khởi phát lần đầu tiên có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta hết sức cẩn thận. Chưa chắc đó đã là khó tiêu chức năng đơn thuần, tại vì khó tiêu chức năng chúng ta phải cần đến nội soi dạ dày, và sau khi nội soi dạ dày không phát hiện tổn thương thì chúng ta mới mạnh dạn chẩn đoán những cái rối loạn đang diễn ra trên bệnh nhân đúng là khó tiêu chức năng. Đặc biệt những tiền sử gia đình có người bị ung thư dạ dày hay thực quản, có nghĩa là ung thư ống tiêu hóa trên, thì chúng ta hết sức cẩn thận, nên chăng nên tiến hành một cái nội soi dạ dày thì còn tùy thuộc vào kinh nghiệm và thực tế lâm sàng của từng nơi nữa, từng cơ sở y tế. Những bệnh nhân sụt cân không rõ nguyên nhân, còn xuất huyết tiêu hóa thì đương nhiên rồi, ói máu hoặc đi cầu ra máu chắc chắn bệnh nhân không phải là khó tiêu chức năng. Ở đây có hai cái triệu chứng mà được đề cập đến rất nhiều trong các y văn, đó là gì? Nuốt khó và nuốt đau. Mà thực sự trên thực tế thì nuốt khó và nuốt đau chúng ta lưu ý nó không phải là nuốt vướng và nuốt nghẹn. Nếu chúng ta nuốt nghẹn và nuốt vướng thì có thể đó là liên quan đến khó tiêu chức năng hoặc những bệnh lý cần chẩn đoán phân biệt với khó tiêu chức năng và chưa chắc đã là ác tính. Tuy nhiên nếu nuốt khó hoặc nuốt đau thì thường thường nó sẽ liên quan đến bệnh lý ác tính ở vùng hậu họng mà chúng ta nên cho bệnh nhân đi kiểm tra. Chứ nếu bệnh nhân nuốt khó và nuốt đau mà chúng ta bỏ qua thì có thể sẽ dẫn đến những cái những thiếu sót và chẩn đoán của cho bệnh nhân. Thiếu máu tới sắc kéo dài, ói kéo dài và tất nhiên phát hiện có một khối u ở trên thượng vị hay là có hạch bất thường trong cơ thể ở các vùng, thí dụ như vùng cổ, nách, bẹn hay thượng đòn thì chắc chắn không phải là bình thường rồi. Hoặc bệnh nhân đột ngột xuất hiện vàng da thì kèm theo vàng da sẽ có những rối loạn tiêu hóa, những triệu chứng đi kèm tới vàng da thì chúng ta cũng nên lưu ý và phải tìm tầm soát nguyên nhân ngay. Có yếu tố nguy cơ khó tiêu chức năng hay không, trước đây thì người ta ít nói tới, tuy nhiên một số báo cáo nghiên cứu gần đây người ta có thể cho thấy là người cao tuổi cũng có thể có là một yếu tố nguy cơ khó tiêu chức năng, có thể do các cơ quan trong cơ thể, chức năng sinh lý nó sẽ không còn vận hành tốt nữa và gây ra những triệu chứng rối loạn tiêu hóa mặc dù người ta không có tổn thương gì về tá tràng. Và ở những người cao tuổi đây, một số bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu của khó tiêu chức năng và điều này thì chúng ta chỉ điều trị triệu chứng. Ở nam giới thì có thể là do cái công việc, do cái sinh hoạt xã hội tiếp khách hay là những cái nhịp sống công nghiệp ngày nay thì có thể nam giới sẽ bị nhiều hơn là ở nữ giới khi mà gặp vấn đề khó tiêu chức năng. Một số ở bệnh nhân người ta thấy rằng chỉ số khối cơ thể thấp, sau một thời gian bệnh nhân bị khó tiêu chức năng và ăn uống kém tuy nhiên không đi khám bệnh thì cái chỉ số khối cơ thể của người ta không đảm bảo và ở mức thấp dưới 18.5 kg trên 1 m² thì sau khi được hồi cứu lại thì các chuyên gia phát hiện rằng cũng là những bệnh nhân có triệu chứng của khó tiêu chức năng. Nhiễm Helicobacter pylori thì tôi cũng đã vừa trình bày ở trên. Một số trường hợp sử dụng aspirin hay dùng NSAID thì bản thân những cái thuốc này cũng có những tác dụng phụ liên quan đến rối loạn tiêu hóa và khi sử dụng lâu dài, đặc biệt trên những bệnh nhân đã có tổn thương về tá tràng trước đó thì rất dễ gây ra những triệu chứng giống như là khó tiêu chức năng, đặc biệt ở cái triệu chứng đau bụng và nóng rát thượng vị sau ăn. Trình độ học vấn, học thức của người bệnh nhân cũng là một vấn đề có thể liên quan đến khó tiêu chức năng, mà người ta thấy rằng ở những bệnh nhân thường thường nếu mà có cái trình độ học vấn hơi thấp một chút xíu thì có thể gặp cái khó tiêu chức năng nhiều hơn ở những người khác. Về mặt chẩn đoán
thì giống như tôi nói từ ban đầu, khó tiêu chức năng, nghe cái từ thì chúng ta biết đó là một cái loại khó tiêu liên quan đến chức năng chứ không phải là thực thể. Nếu mà bệnh nhân bị tổn thương dạ dày tá tràng, bị tổn thương ung thư, bị tổn thương loét, một tổn thương bất kỳ nào đó gây ra những triệu chứng rối loạn tiêu hóa thì cái đó là không phải là khó tiêu chức năng. Do đó thì với bệnh nhân nếu đến với chúng ta lúc ban đầu, thậm chí ngay cả tại phòng khám chuyên khoa tiêu hóa, và đặc biệt là rất nhiều bệnh nhân không phải đến phòng khám tiêu hóa đầu tiên mà đến những phòng khám nội tổng quát, đến những phòng khám chuyên khoa nội khoa khác, thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân sẽ có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, ăn mau no, thậm chí ở hơi, ở chua, thậm chí bệnh nhân than ở nóng. Thì rất nhiều bệnh nhân có những triệu chứng rất khác nhau của rối loạn tiêu hóa. Và các triệu chứng này thì nó không hằng định, không giống nhau ở mỗi lứa tuổi, ở mỗi cái thành phần xã hội, và rất rất đa dạng. Và do đó nó rất là khó xác định liệu thì chúng ta có nên tiến hành cái nội soi liền hay không để chúng ta chẩn đoán. Tại vì nếu chẩn đoán khó tiêu chức năng thì chúng ta phải tiến hành nội soi. Như vậy thì liệu tất cả bệnh nhân chúng ta có thể nội soi liền hay không, hay chúng ta làm chẩn đoán trước, chúng ta điều trị trước và chúng ta theo dõi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nội soi cho bệnh nhân một thời điểm thích hợp để mà chẩn đoán xác định lại cái bệnh. Do đó thì nếu bệnh nhân đến với chúng ta thì rất khó xác định ban đầu đó là khó tiêu chức năng hay không. Và đây là xin nhắc lại, đó là một chẩn đoán loại trừ. Loại trừ là vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ có thể khẳng định gần như chắc chắn nếu như chúng ta đã tiến hành đặc biệt là cái thủ thuật nội soi dạ dày tá tràng. Và các triệu chứng của bệnh nhân không hằng định mà thay đổi giống như tôi vừa nói. Và để phân biệt khó tiêu chức năng là này là chức năng thực sự hay là chức năng thứ phát sau những tổn thương thực thể, thí dụ như viêm loét dạ dày tá tràng, thì chúng ta thấy rằng chỉ có dùng nội soi dạ dày thôi. Hiện nay thì cái nội soi dạ dày này rất là phổ biến ở các tuyến ở các cơ sở y tế tuyến quận huyện trở lên đã có thể tiến hành cái nội soi dạ dày tá tràng. Do đó thì chúng ta có thể tận dụng cái ưu thế này ở các phòng khám, và các chuyên gia về nội soi cũng đã có rất nhiều ở tất cả các phòng khám từ tuyến quận huyện trở lên mà chúng ta có thể thực hiện dễ dàng. Thì qua cái nội soi dạ dày trên những bệnh nhân có triệu chứng của khó tiêu chức năng và được các bác sĩ kiểm tra, thì người ta thấy rằng khoảng 70% thực sự là khó tiêu chức năng mà thôi, và còn 30% còn lại thì không phải là khó tiêu chức năng thực sự, và đó là khó tiêu chức năng thứ phát do các nguyên nhân thực thể khác gây ra, và 1% trong đó là ung thư thực quản dạ dày, và 10% trong đó là loét dạ tá tràng, còn lại là những cái nguyên nhân khác gây ra cái khó tiêu chức năng cho bệnh nhân. Do đó thì chúng ta hết sức lưu ý về vấn đề này, đặc biệt là khi mà chúng ta ngồi ở các phòng khám. Và hiện nay thì với cái độ phổ biến nhiễm HB trên thế giới, cũng giống như đặc biệt các nước Đông Nam Á và ở Việt Nam chúng ta, thì trước đây người ta gọi khó tiêu chức năng có nghĩa là không có một cái nguyên nhân nào khác gây ra khó tiêu chức năng, nội soi dạ tá tràng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Thậm chí HB dương tính người ta cũng gọi là khó tiêu chức năng, tại vì những trường hợp HB dương tính có thể soi dày hoặc tá tràng hoàn toàn bình thường, không có tình trạng viêm trên đại thể. Nếu chúng ta không làm sinh thiết và đọc ở dưới vi thể, chúng ta thấy nội soi dạ dày tá tràng, chúng ta có thể gặp những cái kết quả nội soi dạ dày tá tràng hiện tại trong giới hạn bình thường nhưng mà test HB dương tính, thì lúc đó người ta có thể gọi là khó tiêu chức năng. Tuy nhiên thì một số chuyên gia ngày nay họ cho rằng nên tách ra, nếu bệnh nhân đã có nhiễm HB thì không nên gọi là khó tiêu chức năng nữa, tại vì cái nhiễm HB này có thể làm tiểu toan dạ dày, viêm mạn tính dạ dày, và sau quá trình diễn tiến có cái chuyển sẵn lên mặt dạ dày thì từ đó dẫn đến khó tiêu chức năng. Thì như vậy là không nên gọi là khó tiêu chức năng nữa, mà lo là khó rối loạn tiêu hóa do cái nhiễm HB gây ra. Tuy nhiên vấn đề có nên gọi là khó tiêu chức năng nữa hay không, thì thật sự mà nói trên thực tế lâm sàng của cái nhà là thực hành chúng ta thì không quá quan trọng, tại vì có HB là chúng ta bắt buộc phải điều trị nếu có bằng chứng nhiễm. Về chẩn đoán khó tiêu chức năng thì chẩn đoán này nó được thay đổi qua rất nhiều hội thảo, qua thời gian từ Rome 1, Rome 2, Rome 3, Rome 4 cách nhau mấy chục năm, hơn 2 thập kỷ nay, và cái gần nhất thì cái tiêu chuẩn Rome mới nhất là Rome 4 vào năm 2016. Đây là một cái hội thảo nghị mà gồm các chuyên gia đầu ngành về ống tiêu hóa trên thế giới họp lại với nhau và xem thử cái chẩn đoán như thế nào. Như Rome 3 thì người ta cũng chẩn đoán khó tiêu chức năng giống như vậy, nhưng nó khác một chút về định nghĩa, khác một chút về các tiêu chuẩn. Đến Rome 4 mới nhất thì nó cũng bao gồm hai cái tiêu chuẩn chính, đó là gì? Chứ là đau bụng sau ăn, và cái thứ hai là đầy bụng sau ăn. Như vậy thì triển khai sâu thêm hơn nữa thì chúng ta thấy nó rõ như thế nào. Về Rome 4 người ta nói rõ hơn một chút xíu. Khó tiêu chức năng, chúng ta thấy rằng có hai cái hội chứng chính được tách ra làm đôi. Khó tiêu chức năng sẽ gồm 4 cái triệu chứng cơ bản nhất, đó là đầy bụng sau ăn, ăn mau no, và hai triệu chứng còn lại là đau thượng vị và nóng thượng vị. Thì xin quý đồng nghiệp lưu ý một chút xíu ở chỗ này để chúng ta khỏi lẫn lộn. Khó tiêu chức năng gồm có đầy bụng sau ăn và đau thượng vị sau ăn. Thì đầy bụng, gọi là đầy bụng có nghĩa là nó không liên quan đến đau, mà không liên quan đến đau thì nó là đầy bụng sau ăn, nó là ăn mau no, nó không có triệu chứng tăng tiết axit, thành nó không cảm giác nóng bụng, không cảm giác
rát bụng mà không có cảm giác đau bụng, nó chỉ đầy thôi, nó chỉ chứng chướng đầy đầy khó chịu thôi. Còn đối với hội chứng đau thượng vị sau ăn thì đúng là cái chữ đau nó sẽ kèm theo ăn xong là nó đau có thượng vị, nó nóng cái vùng thượng vị giống như là chúng ta bị viêm loét dạ dày tá tràng. Và đây là lý do tại sao mà rất dễ nhầm lẫn với lại những cái tổn thương viêm loét dạ dày tá tràng gây ra cái triệu chứng khó tiêu. Do đó thì chúng ta thấy rằng đau thượng vị sau ăn, nội soi dạ dày tá tràng sẽ không có tổn thương gì hết, chúng ta mới chẩn đoán khó tiêu, nhưng mà triệu chứng nó giống như viêm loét dạ dày tá tràng, cũng đau khó chịu thượng vị, nóng thượng vị, thậm chí có những bệnh nhân buồn nôn, thậm chí có những buồn nôn ở lên nó nóng giống như là tràn ngược dạ dày thực quản. Thì như vậy có nên có chẩn đoán như thế nào bây giờ, thì chúng ta phải lưu ý cái tiêu chuẩn của nó. Thí dụ như là hội chứng đầy bụng sau ăn, người ta quy định thêm gồm một hay hai triệu chứng này xảy ra ít nhất 3 ngày một tuần, có nghĩa là nếu đầy bụng sau ăn thì cứ ít nhất là một tuần 3 ngày có cái vụ này thì gọi là đầy bụng sau ăn. Còn đối với đau thượng vị sau ăn thì chỉ cần một ngày một tuần thôi, một tuần chỉ có một ngày thôi là đã có thể gọi là khó tiêu chức năng rồi. Cho chúng ta lưu ý cái này, đầy bụng sau ăn thì cần phải có ít nhất là 3 ngày một tuần có triệu chứng thì người ta mới đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán. Tuy nhiên trên thực tế thì thật sự mà nói thì có thể bệnh nhân chưa chắc đã 3 ngày một tuần, có thể là 4 ngày, cũng có thể là 2 ngày, thì chúng ta vẫn có thể chẩn đoán, tại vì cái tiêu chuẩn này là một cái tiêu chuẩn đưa ra để chúng ta làm cái kim chỉ nam chung. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng có thể là linh lọng dựa vào đó để làm chẩn đoán cho bệnh nhân. Tuy nhiên cuối cùng thêm một cái khác nữa so với rôm 3 đó là gì? Người ta nói rằng để chẩn đoán cái khó tiêu chức năng này theo tiêu chuẩn rôm 4, ví dụ tới rôm 5 chẳng hạn đi, chúng ta không biết là thời điểm nào, có thể rôm 5 là năm sau hoặc năm tới nữa chẳng hạn, thì ra một cái tiêu chuẩn khác thì chúng ta lại chẩn đoán khó tiêu chức năng theo cái tiêu chuẩn của rôm 5. Còn đối với rôm 4 thì người ta cho rằng cái khó tiêu chức năng này các triệu chứng trong 3 tháng gần đây nó phải có, nhưng mà nó xuất hiện lần đầu tiên chúng ta không lưu ý, chúng ta nhớ lại hình như là 6 tháng trước đã có mà chưa được ai chẩn đoán cả, 6 tháng trước đã có rồi nó hết và 3 tháng gần đây nó lại có với các cái đặc điểm như trên, thì lúc đó chúng ta mới gọi là khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn chẩn đoán của rôm 4. Các nghiên cứu trong cộng đồng thì chúng ta thấy rằng giống như tôi vừa trao đổi ở trên, đầy bụng sau ăn, đau bụng sau ăn là hai cái hội chứng chính của cái khó tiêu chức năng. Tuy nhiên thì trên lâm sàng không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ gặp những bệnh nhân đầy bụng sau ăn, cũng không bao giờ gặp những bệnh nhân chỉ có đau thượng vị sau ăn hay là đau bụng sau ăn. Thường thường gần như đa số các nghiên cứu thì cho thấy rất ít, nhưng mà trên thực tế nếu mà chúng ta thám sát kỹ, hỏi kỹ bệnh nhân thì đa số các triệu chứng nó sẽ trùng lắp với nhau, và các nghiên cứu đều cho thấy, các quần thể nghiên cứu đều cho thấy bệnh nhân có hội chứng đau thượng vị, bệnh nhân có đầy bụng sau ăn, nhưng mà đều có chung hai triệu chứng với nhau, có nghĩa là vừa có đau bụng vừa có đầy bụng, chứ không ít cái bệnh nhân nào mà chỉ có đau bụng hoặc chỉ có đầy bụng riêng lẻ với nhau. Một cái nghiên cứu báo cáo gần đây cũng vậy, năm 2018 trên gần 200 bệnh nhân khó tiêu chức năng, thì người ta cũng thấy các thời điểm nghiên cứu từ những năm thập niên 20, đầu 20 trở đây, thì vẫn thấy những cái báo cáo là có cái hội chứng trùng lắp với nhau, có nghĩa là không phải là cứ đau bụng và đầy bụng tách riêng ra, và bao giờ nó cũng có cái những cái triệu chứng xen kẽ với nhau. Tương tự như vậy, đây là một cái khó khăn để mà chúng ta đối với các bác sĩ chúng ta khi ở phòng khám tiêu hóa cũng giống như phòng khám nội khoa chung, thì hay là các cơ sở y tế khám bệnh ban đầu, chúng ta thấy cái chẩn đoán phân biệt rất là quan trọng. Tại vì trong cái khó tiêu chức năng nó có đau bụng sau ăn, nó giống như là một cái viêm loét dạ dày tá tràng, nó cảm giác nóng thượng vị, đau thượng vị, thì nó giống giống như là trào ngược dạ dày thực quản, đôi khi nó ở nóng nữa. Thì trào ngược dạ dày thực quản cái triệu chứng chính của bệnh nhân là triệu chứng ở nóng, đó là triệu chứng kinh điển để chẩn đoán cái trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên ở khó tiêu chức năng đôi khi chúng ta cũng có thể gặp, và nếu nói trào ngược dạ dày thực quản nó chỉ có ở nóng hay không, không có, nó có cả cái triệu chứng giống như là khó tiêu chức năng, nó có cả triệu chứng giống như hội chứng ruột kích thích ở dưới đại tràng. Do đó thì chúng ta thấy rằng khó tiêu chức năng cũng có các hội chứng giống triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, cũng khó tiêu, đầy bụng, cũng ở lên ở xuống, ví dụ như cũng chứng chướng cái bụng, cũng khó chịu một chút xíu. Hội chứng ruột kích thích nó nằm ở dưới đại tràng nhưng mà nó cũng có chướng bụng, nó cũng có đầy hơi, nó cũng có ở hơi, cũng vẫn có như thường. Thì ba cái rối loạn của đường tiêu hóa này, ba cái rối loạn vận động ống tiêu hóa này gồm thứ nhất là GERD, là bệnh tràn ngược dạ dày thực quản, thứ hai là hội chứng ruột kích thích, thứ ba là khó tiêu chức năng, nó trộn lẫn với nhau và nó có rất nhiều cái triệu chứng trùng lắp với nhau. Và đây là cái điểm khó khăn cho chúng ta, tại sao chúng ta thất bại trong quá trình điều trị. Chúng ta chỉ điều trị khó tiêu chức năng nhưng mà bệnh nhân thật sự có cả cái triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, có cả triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, và có những bệnh nhân và kinh nghiệm của chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân sau một thời gian điều trị không giảm các triệu chứng mà bệnh nhân bắt đầu căng thẳng lo lắng, là lúc đó ba cái hội chứng này, ví dụ trào ngược dạ dày thực quản thì không có, chỉ ngoại trừ ở nóng thì không có thôi, còn lại là các triệu chứng được trộn lẫn với nhau và rất là khó để chẩn đoán. Nếu chúng ta chỉ điều trị hội chứng ruột kích thích thì chúng ta bỏ quên khó tiêu chức năng,
và chúng ta chỉ điều trị khó tiêu chức năng, tại sao bệnh nhân không đáp ứng? Chưa chắc là chúng ta đã thất bại, tại vì chúng ta đã bỏ sót những cái triệu chứng của tràn ngược dạ thực quản, cũng giống như của hội chứng ruột kích thích. Và đây là một cái đặc điểm chúng ta cần hết sức lưu ý trên lâm sàng. Khám bệnh nhân phải toàn diện và các triệu chứng cơ năng. Một lần nữa xin nói lại, nhắc lại giống như lời của thầy Thủy nói lúc ban đầu, cái triệu chứng cơ năng cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta bỏ quên những cái triệu chứng này thì đôi khi chúng ta sẽ không có điều trị cho bệnh nhân hiệu quả được. À, các điều trị khác thì chúng ta thấy rằng về điều trị khó tiêu chức năng thì chúng ta thấy rằng đầu tiên thì bao giờ cũng vậy. À, đối với khó tiêu chức năng chút xíu, quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp sẽ thấy trong cái sơ đồ của Rome 4 người ta cũng cho thấy là có khó tiêu chức năng, nếu nghĩ là khó tiêu chức năng thì chúng ta nên kiểm tra HB. Nếu có H. pylori thì chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Do đó thì H. pylori ngày nay cực kỳ phổ biến và chúng ta sẽ tìm và diệt nó nếu như nó có. Thứ hai, BBI là một cái loại thuốc ức chế bơm rồ tông, ức chế tiết axit. Thì tại vì trong hội chứng khó tiêu chức năng nó có cái hội chứng đầy bụng sau, có cái hội chứng đau bụng sau ăn, cảm giác nóng thượng vị và đau thượng vị. Nếu chúng ta không làm chẩn đoán nội soi dạ dày tràng hoàn toàn bình thường, chúng ta rất dễ dàng chẩn đoán đến liên quan là một cái viêm loét dạ dày tràng hay là loét dạ dày tràng hoặc là loét dạ dày. Dưới đó chúng ta sẽ dùng BBI và đây là lý do tại sao BBI xuất hiện trong cái điều trị của khó tiêu chức năng mặc dù không có tổn thương loét dạ dày tràng. Tiếp theo sau đó là không thể thiếu được là prophylactic, các thuốc tăng cường vận động dạ dày. Đây là những thuốc sẽ giúp đặc biệt cho cái nhánh mà đầy bụng sau ăn, ăn mau no và các cái triệu chứng này đặc biệt liên quan nhiều đến bữa ăn hơn là các triệu chứng đầy bụng, đau bụng sau ăn và nóng bụng sau ăn. Và sau một thời gian điều trị, chúng ta có thể thất bại điều trị do rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta chẩn đoán đúng, chúng ta đã chẩn đoán phân biệt, chúng ta đã cho đủ liều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bớt thì thường thường bệnh nhân sẽ đưa đến một tình trạng là căng thẳng, lo lắng. Và bác sĩ chưa kịp hỏi là bệnh nhân đã đưa ra đầy đủ các thuốc mà bệnh nhân đã sử dụng từ A tới Z. Thậm chí có những thuốc rất mới và bác sĩ chưa kịp biết nó là cái gì nữa. Do đó thì lúc này bệnh nhân rất là căng thẳng, rất là lo âu. Và thực sự trên thực tế chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân như thế này, đặc biệt là những bệnh nhân mà liên quan đến rối loạn ống tiêu hóa chức năng. Thì những trường hợp này phải sử dụng đến những thuốc chống trầm cảm và lo âu. Thì chúng tôi sẽ thường kinh nghiệm của chúng tôi sẽ nhờ đến các chuyên gia bên nội thần kinh để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Và tâm lý liệu pháp thì chúng ta thực sự cái tâm lý liệu pháp này thì chúng ta chưa có những chuyên gia tâm lý thực thụ. Và tâm lý liệu pháp ở đây chỉ là bác sĩ điều trị, người bác sĩ, người thầy thuốc khi tiếp cận với bệnh nhân, động viên bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân về chế độ ăn uống, về nghỉ ngơi, về tâm lý căng thẳng. Tại vì sao? Đây là một bệnh lý không có làm gần như, không có làm giảm được, không có làm giảm tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Nó chỉ làm giảm chất lượng sống của bệnh nhân. Do đó chúng ta có thể mạnh dạn để tư vấn cho bệnh nhân là nó không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có những bệnh nhân chúng tôi phải sử dụng một cái biện pháp giống như là chữa mẹo. Tại vì bệnh nhân có những triệu chứng liên quan đến hội chứng ruột kích thích nữa, cần phải tiến hành nội soi đại tràng cho bệnh nhân luôn. Thì lúc đó sau khi bệnh nhân thấy rằng nội soi đại tràng bình thường, nội soi dạ dày cũng bình thường, bệnh nhân có thể yên ổn được một thời gian trước khi bệnh nhân lại tiếp tục than thở về các triệu chứng thì chúng ta lại tiếp tục điều trị. Và cũng do những cái thất bại trong điều trị, những cái rào cản trên thực tế và bắt đầu các tác giả đưa đến cái thực phẩm chức năng có nên chăng sử dụng thực phẩm chức năng trong vấn đề điều trị khó tiêu chức năng. Và đây là những cái báo cáo trên đi quy văn đặc biệt của những tác giả từ nước Nhật. Ở Việt Nam chúng ta thì không có cái sử dụng thực phẩm chức năng trong điều trị cho bệnh nhân. Một số thuốc khác ví dụ như kháng axit bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tại vì sao? Tại vì có triệu chứng đầy bụng sau ăn, có cái triệu chứng đau bụng sau ăn, nóng thượng vị sau ăn, nó giống như là tăng tiết axit. Và các thuốc kháng axit được thực hiện, được sử dụng, các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày được thực hiện, được sử dụng. Và thậm chí bệnh nhân ở các nước phát triển người ta không cần. Chúng ta thấy rằng năm 2009, Mỹ đã tốn đến 18 tỷ đô la là cũng bao gồm những cái thuốc này. Các thuốc kháng axit, các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, các thuốc bán không cần kê toa ở trong các siêu thị, ở trong các nhà thuốc, bán tự do không cần toa và người bệnh người ta tự mua về uống. Và cái và đây cũng chiếm một cái số lượng tiêu thụ rất là nhiều trong cái thực tế điều trị. Tuy nhiên các y văn thì chưa cho thấy bằng chứng và chúng ta cần phải thêm các nghiên cứu khác. Nếu trong tương lai về điều trị BBI thì cũng không phải có nhiều những cái nghiên cứu về BBI đối với việc khó tiêu chức năng. Thì chúng ta thấy rằng có một tác giả, một báo cáo vào năm 2013 trên tạp chí châu Âu thì người ta sử dụng lanzoprazone là một cái ức chế bơm rồ tông trên 54 bệnh nhân khó tiêu chức năng. Đây một cái nghiên cứu RCT mù đôi có đối chứng là 54 bệnh nhân này được chia làm 4 nhóm và sử dụng với 4 nhóm bệnh nhân gồm có đau thượng vị, nóng thượng vị sau ăn, đầy bụng sau ăn và ăn mau no, đầy đủ các triệu chứng của khó tiêu chức năng. Và tất nhiên ở thời điểm này người ta sẽ sử dụng tiêu chuẩn của Rome 3. Tiêu chuẩn của Rome 3 thì vẫn là 4 cái
triệu chứng chính giống như ROM 4. Và sau cái trong cái nghiên cứu này thì người ta tiến hành thì theo dõi trong khoảng 4 tuần, thì đúng là ở cái nhánh mà chúng ta thấy bệnh nhân khó tiêu chức năng với triệu chứng đau bụng sau ăn và nóng bụng sau ăn, thì cái BBI này nó có đáp ứng, nó làm giảm cái tỷ lệ khó tiêu chức, nó làm đáp ứng hiệu quả hơn so với cái nhóm mà bệnh nhân có cái triệu chứng của đầy bụng sau ăn và ăn mau no. Tương tự như vậy, một báo cáo khác cũng của tác giả, các báo cáo này của tác giả từ Nhật Bản về Rabeprazole cũng khảo sát trên bệnh nhân khó tiêu chức năng với 4 triệu chứng chính là gì? Là ăn mau no, đầy bụng sau ăn. Nhóm thứ hai là đau thượng vị sau ăn và nóng thượng vị sau ăn. Thì người ta sử dụng Rabeprazole với các cái liều từ 10, 20, 40mg. Và tất cả các cái liều lượng này chia làm các nhóm này đều có so sánh đối chiếu, đều có dùng nhóm chứng. Thì người ta thấy rằng ở thời điểm 4 tuần và 8 tuần thì chỉ có cái liều Rabeprazole 20mg là có ý nghĩa thống kê, làm giảm các triệu chứng cho bệnh nhân và làm thuyên giảm hoàn toàn các triệu chứng cho bệnh nhân. Thì cũng ở đây thì trong nghiên cứu này người ta không tách riêng ra, người ta sử dụng những cái bảng câu hỏi mà người ta không tách riêng ra là bệnh nhân này là đau bụng hay là đầy bụng. Thì người ta chỉ thấy rằng đối với Rabeprazole là PPI thì trong cái khó tiêu chức năng thì đối với cái liều 20mg thì có ý nghĩa thống kê và nó tốt hơn là cái placebo trong cái giảm triệu chứng của khó tiêu chức năng ở thời điểm 4 tuần và 8 tuần. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy về các thuốc Rokinetic. Đây là các thuốc để tăng cường vận động dạ dày. Thì gồm có hai nhóm thuốc chính, thì chúng ta thứ nhất là kháng thụ thể D2 và thứ hai là các thuốc chủ vận lên cái receptor của serotonin. Thì chúng ta biết rằng vì đây là những thuốc mà nó có tác dụng hơi khác nhau một chút xíu, nhưng cái mục đích chính của nó vẫn là tăng cường vận động của dạ dày, tăng cường cơ thắt thực quản dưới và tăng cường vận động của thân vị hang vị để mà tống xuất thức ăn qua khỏi môn vị để làm giảm cái thời gian làm đỏng của dạ dày. Thí dụ như icotinamide thì nó còn có tác dụng nữa là nó giúp làm giãn cái phần đáy vị để chứa thức ăn, để tăng cái khoảng không gian chứa thức ăn trong dạ dày trước khi tống xuất thức ăn xuống. Và các nghiên cứu này thực sự thì trước đây thì các cái nghiên cứu này cũng không phải là nhiều, từ khoảng hơn 50 năm, từ năm 1950 cho đến 2005, chúng ta thấy có khoảng 27 nghiên cứu, có thể là còn hơn nữa mà chúng tôi chưa có tổng hợp hết. Thì có khoảng 1.800, gần 2.000 bệnh nhân sử dụng Rokinetic so với những bệnh nhân làm giả dược. Thì người ta thấy rằng trung bình người ta có thể kết luận chung đó là Rokinetic có tác dụng vượt trội hơn giả dược 30% trong việc làm giảm các triệu chứng của khó tiêu chức năng. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề ở đây là gì? Các nghiên cứu này chỉ nghiên cứu rất ngắn hạn. Chúng ta thấy rằng gần như cái nghiên cứu rải rác mà nhiều nhất cũng chỉ là 8 tuần mà thôi. Mà bệnh mãn tính, đây là bệnh mãn tính kéo dài, nó có những cái đỉnh, nó có thể lên. Nó triệu chứng nó nhiều lên và nó giảm đi, nó lại tái phát. Tuy nhiên nghiên cứu thì chỉ mới có 4 tuần và dài nhất thì mới chỉ có 8 tuần, nó không phản ánh hết được cái trục dài của cái diễn tiến bệnh lý của bệnh nhân. Do đó thì thực sự ý nghĩa nó cũng chưa phải là chưa không có nghĩa không có được thuyết phục lắm. Thì chúng ta thấy rằng ở đây cái hai nhóm thuốc chính là thuốc tác động lên ức chế cái receptor H2 và một cái thuốc chủ vận 5HT4. Thì chúng ta thấy để ý một cái số thuốc ví dụ như metoclopramide rất là phổ biến. Sizapride hiện nay không còn sử dụng nữa do những cái tác dụng phụ nghiêm trọng về tim mạch và được rút ra khỏi thị trường rất lâu rồi. Còn lại Mojapride và Domperidone thì ngày nay cũng không còn được sử dụng trong cái khó tiêu chức năng, và chúng ta chỉ còn hai cái thuốc lưu hành chính trên thị trường hiện nay, đặc biệt ở Việt Nam cũng giống như trên thế giới, đó là Mojapride và bên cạnh đó là còn có thêm Etopride. Thì người ta thấy rằng là đối với một nghiên cứu RCT trên 231 bệnh nhân khó tiêu chức năng cũng là chỉ 4 tuần thôi. Không có làm nghiên cứu lâu hơn, thì trên 100 bệnh nhân, 18 bệnh nhân sử dụng Mojapride 50mg 3 lần một ngày. Trong nhóm chứng thì có 123 bệnh nhân người ta sử dụng 10mg Domperidone nhân 3 lần một ngày. Và Mojapride thì kết quả của nghiên cứu này cho thấy hiệu quả cao trong giải quyết các triệu chứng ăn mau no và đầy bụng sau 2 tuần. Và so với Domperidone thì Mojapride cũng cải thiện được triệu chứng ở nóng sau 2 tuần. Còn sau 4 tuần triệu chứng đầy bụng, triệu chứng ở lên, cái triệu chứng ở trớ lên sau khi ăn thì cũng cải thiện so với Mojapride hơn là so với Domperidone. Và Domperidone thì chúng ta biết rằng đây là một thuốc tác động lên cái thụ thể D2. Thì thật sự mà nói, trước đây chúng ta đã sử dụng rất lâu và rất dài, trong một thời gian rất lâu dài, ngay cả chuyên khoa tiêu hóa của chúng tôi cũng vậy. Nhóm Domperidone có hoặc không có gốc maleat để bền với lại môi trường axit của dạ dày, được sử dụng rất nhiều và liều từ 30 đến 60 mg một ngày trong một thời gian rất lâu dài để điều trị cái khó tiêu chức năng và các rối loạn chức năng ống tiêu hóa. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy rằng trước sau các khuyến cáo của châu Âu, đặc biệt là từ Pháp, đã được rút ra khỏi thị trường.
không còn sử dụng nữa do các tác dụng phụ nghiêm trọng trên tim mạch và có số ca đã được tử vong và có một số ca đã bị tử vong. Sau đó thì năm 2013, Cục Quản lý Dược cũng đã có một số cảnh báo ban đầu về các bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là trên 60 tuổi, sử dụng các liều hàng ngày lớn hơn 30 mg có thể gây ra đột tử bệnh nhân do bệnh lý tim mạch. Và tiếp theo đó, một công văn mạnh mẽ hơn là vào 25 tháng 5 khẳng định lại một lần nữa Bộ Y tế là cho chúng ta chỉ giới hạn chỉ định của Domperidone chỉ còn là điều trị nôn và buồn nôn, để dùng để chống nôn, và liều dùng không quá 30 mg, thời gian điều trị không được vượt quá một tuần và không được sử dụng trong cái khó tiêu chức năng nữa, và do đó Domperidone ngày nay không còn được sử dụng. Như vậy thì chúng ta thấy, quay lại một phần nó về Mojaprai, chúng ta thấy rằng đây là một thuốc nó sẽ kích thích thụ thể 5HT4 một cách chọn lọc, và sau khi nó kích thích 5HT4 này chọn lọc, nó không có tác động lên 5HT1 và nó phóng thích acetylcholine từ thần kinh đối giao cảm, và acetylcholine sẽ gắn vào thụ thể M3 trên cơ trơn. Thì chúng ta biết rằng cái thụ thể này nó sẽ giúp, nó sẽ làm kích thích tăng cường vận động của cơ trơn ống tiêu hóa, và do đó nó không ảnh hưởng lên các cơ trơn của tim, và nó làm tăng cường cái vận động dạ dày ruột, gây ra nó giúp cho bệnh nhân làm giảm cái thời gian là cải thiện cái thời gian là chậm làm rỗng dạ dày ở những bệnh nhân, và từ đó sẽ giúp điều trị được những cái triệu chứng giống như là ở hơi, ở trớ lên, rồi ăn cảm thấy khó tiêu, đầy đầy bụng sau ăn. Và chúng ta có thể sử dụng cái Mojaprai kích thích thụ thể 5HT4 chọn lọc này trên bệnh nhân khó tiêu chức năng. Bên cạnh đó thì chúng ta nói thêm một chút là Mojaprai thì nó không có tác động lên các cái nó là một cái chất chủ vận thụ thể 5HT4, nó không gây rối loạn nhịp tim. Đây là lý do tại sao mà ngày nay được sử dụng nhiều hơn so với những thuốc khác, đặc biệt là Etoprai và Cipralai thì chúng ta không còn nói nữa rồi, Domperidone không làm nói nữa rồi. Và các phân tích về độ nhạy của Mojaprai trong một số cái RCT thì cũng cho thấy cái hiệu quả trong trường hợp khó tiêu chức năng. Và sử dụng trong thực hành lâm sàng, chúng ta hiện nay có thể sử dụng Gabapentin, sử dụng cái Mojaprai thì với một cái hiệu quả rất là tốt trên bệnh nhân khó tiêu chức năng. Xin nhấn mạnh thêm chút xíu nữa là tại vì cái Mojaprai này nó chỉ tác động chọn lọc trên 5HT4 và nó không tác động lên cái thường không tương tác với cái kênh kali của tim HERG và phân nhóm thụ thể 5HT1 gây ra những không gây ra những cái rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân. Một cái báo cáo phân tích gộp gần đây của các tác giả ở Hàn Quốc cũng cho thấy rằng metoclopramide trimethoprim hiện nay thì đối với rom 4 trimethoprim cũng không còn được sử dụng, như không còn được khuyến cáo trong cái hội chứng ruột kích thích nữa. Mojaprai và domperidone vẫn cho thấy những cái hiệu quả tốt trong cái điều trị khó tiêu chức năng hơn là so với Etoprai và acetylcholine. Thì cái báo cáo này là một cái báo cáo gộp mà cũng một lần nữa giúp chúng ta có thêm một cái thông tin về cái cách sử dụng và cái sự yên tâm khi chúng ta sử dụng cái Mojaprai trong cái điều trị khó tiêu chức năng cho bệnh nhân để giảm các triệu chứng. Một số điều trị khác, ví dụ như thuốc chống lo âu và chống trầm cảm ba vòng, thì chúng ta thấy rằng do ngày nay người ta đã thấy rằng cái cơ chế sinh lý, cái trục não ruột nó đi hai chiều rất là quan trọng đối với những bệnh nhân rối loạn chức năng ống tiêu hóa, và trong khó tiêu chức năng cũng vậy, cũng giống như trong hội chứng ruột kích thích, gần như tất cả các rối loạn chức năng ống tiêu hóa đều là do các trục não ruột điều khiển và theo cơ chế hai vòng, và do đó thì nó làm cho bệnh nhân sau một thời gian điều trị thất bại sẽ dẫn đến lo âu và có triệu chứng trầm cảm. Một số bệnh nhân nhẹ, một số bệnh nhân cũng không phải là nhẹ, nếu không muốn nói là nặng, và người ta sử dụng rất nhiều loại thuốc mirtazapine, amitriptyline, escitalopram. Thì trong các cái nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng amitriptyline có tác động tốt hơn so với nhóm placebo là 53%, và escitalopram cũng là 38% tốt hơn so với placebo. Tuy nhiên các cái thuốc này để cần thời gian khoảng 8 đến 10 tuần, thậm chí 12 tuần trở lên để mới biết được bệnh nhân, và thậm chí có thuốc là kéo dài hơn 12 tuần mới biết được là có tác dụng đối với bệnh nhân hay không. Do đó cần có sử dụng lâu dài. Và chúng ta thường, như tôi đã nói ở trên, là thất bại với các điều trị khác, không có đáp ứng tốt, không đáp ứng BBI. Bệnh nhân càng điều trị càng căng thẳng lo lắng và cứ cảm thấy tại sao mình lại không hết bệnh. Và nhiều bệnh nhân muốn bác sĩ ơi cứ soi đi, trong ruột tôi có cái gì, hình như nó có cái u gì trong đó, mổ cắt lấy ra đi cho tôi để cho nó hết bệnh. Người ta rất là căng thẳng và người ta rất là hoảng sợ. Do đó thì sử dụng đến những cái thuốc này, và cái liều thuốc thì các chuyên gia, các khuyến cáo người ta cho rằng chỉ sử dụng khoảng liều 1/4 đến 1/2 liều chuẩn khi sử dụng cho các bệnh lý thần kinh là đủ rồi, và nên sử dụng lâu dài, cần có sự theo dõi sát của các chuyên gia thần kinh. Tuy nhiên các cái thuốc này cũng cần thêm bằng chứng trên lâm sàng, tại vì thực sự chưa thuyết phục lắm.
tâm lý liệu pháp thì giống như tôi đã nói ở trên, và thực phẩm chức năng thì tại sao xuất hiện ở đây, đặc biệt cái này là xuất hiện từ các tác giả từ Nhật Bản. Chúng ta biết rằng những cái tác những cái sản phẩm thí dụ như bảo vệ niêm mạc dạ dày, những cái sản phẩm mà khó tiêu liên quan đến ống tiêu hóa thì châu Á nghiên cứu nhiều hơn là châu Âu và châu Mỹ. Thì trong đó có một thực phẩm chức năng với ký hiệu là STW5, thì đây là một cái hoạt chất bao gồm có 9 loại thực phẩm chức năng khác nhau. Cái thành phần của nó thì rất là phức tạp, tôi không có nhớ nổi, nhưng mà đây là một cái hợp chất bao gồm 9 loại thực phẩm chức năng khác nhau phối hợp lại với nhau, và cũng đã được bắt đầu đã và đang được nghiên cứu ở, đặc biệt ở Nhật Bản và các nước châu Á. Thì hy vọng trong tương lai gần đây chúng ta sẽ biết được cái hợp chất này đối với sản phẩm khó tiêu, đối với cái bệnh lý khó tiêu chức năng nó có đáp ứng như thế nào. Thì nếu được tốt và được công nhận thì chúng ta có thể có thêm một vũ khí để điều trị khó tiêu chức năng cho bệnh nhân. Cũng từ Nhật Bản luôn, người ta còn chiết xuất một cái loại chất hoặc chất từ tiêu đỏ, đó là capsaicin, cũng giống giống như cũng là một cái loại thực phẩm chức năng tương tự như vậy trong cái nghiên cứu và điều trị khó tiêu chức năng, và cũng đang làm nghiên cứu và cần thêm bằng chứng thời gian sau này. Một số thuốc khác kháng axit bảo vệ niêm mạc dạ dày là lý do vì sao, là như giống như tôi đã trình bày, do bệnh nhân có đau thượng vị, nóng thượng vị, thậm chí ở chua thì người ta tìm tới những cái thuốc kháng axit và tự mua không cần toa, đặc biệt ở các nhà thuốc ở các nước đang phát triển. Về tiếp cận bệnh nhân thì xin phép được đưa lên một cái sơ đồ trên New England Journal năm 2015, thì nó cũng vậy, quý anh chị, quý thầy cô thì sẽ thấy rằng đương nhiên thì bệnh nhân sẽ có khó tiêu chức năng, và người ta sẽ thấy đau thượng vị hay nóng thượng vị, ăn mau no đầy bụng săn, nó cũng là 4 triệu chứng chính của khó tiêu chức năng. Như vậy thì bao giờ người ta cũng xem thử có triệu chứng báo động hay không. Nếu có, dứt khoát phải đi nội soi dạ dày liền ngay lập tức. Và nếu có và nội soi dạ dày có tổn thương thì chúng ta sẽ điều trị theo cái hướng tổn thương đó. Còn nếu như mà không có triệu chứng báo động thì chúng ta sẽ làm cái test HB cho bệnh nhân. Bây giờ hỏi tỷ lệ nhiễm HB hơn 10% hay không, thì đối với đất nước của họ thì khác, như đối với mình thì khác. Tỷ lệ nhiễm HB của mình 55-60% trong cộng đồng, thì chúng ta sẽ làm test HB cho bệnh nhân. Và sau khi test HB thì chúng ta sẽ xem bệnh nhân, nếu có nhiễm thì chúng ta điều trị cho bệnh nhân, nếu không có nhiễm thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân giống như là một khó tiêu chức năng. Lúc này thì cái khó tiêu chức năng này nếu nó nghiêng về bên đầy bụng sau ăn thì chúng ta điều trị theo prokinetic. Nếu mà nó nghiêng về hướng đau bụng sau ăn thì chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân bằng những thuốc kháng axit, và theo dõi trung bình khoảng 4 tuần đến 8 tuần. Nếu thành công thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân xuất viện tái khám và có thể theo dõi điều trị ngoại trú, tái khám theo lịch hẹn. Còn nếu điều trị thất bại thì chúng ta sẽ sử dụng những thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thời gian theo dõi khoảng 8-12 tuần. Và chúng ta xem thử coi, nếu thành công thì thôi, nếu tiếp tục không thành công thì chúng ta sẽ phối hợp rất nhiều thứ khác, điều chỉnh tâm sinh lý, rồi cần đến tâm lý liệu pháp, rồi nói chung là rất là phức tạp. Và cái tỷ lệ thành công sau đó thì không thấy người ta nói. Và cái này là một cái có thể là đến một cái bước mà thậm chí trên thực tế có rất nhiều bác sĩ tiêu hóa cũng rất là sợ bệnh nhân, tại cái bệnh nhân uống thuốc hoài không bớt, và một thời gian sau lại xuất hiện lại không thấy bớt, lại phải lo lắng là phải đổi thầy thuốc, nhưng mà cũng không điều trị được bệnh nhân thì cũng rất là khổ sở. Rất mong các đồng nghiệp khác sẽ không gặp những trường hợp tương tự như vậy. Và nếu như mà chúng ta điều trị prokinetic thành công thì chúng ta cũng cho bệnh nhân xuất viện, còn nếu lại không thành công thì chúng ta lại quay lại ức chế tiết axit, giống như là một cái nghiên cứu của rabeprazole. Người ta không có tách biệt ra từng cái bệnh nhân là có đau bụng hay đầy bụng sau ăn để mà dùng thuốc, mà người ta cứ hỏi khó tiêu chức năng là người ta có thể sử dụng cái rabeprazole cho bệnh nhân theo cái nghiên cứu đó. Và nếu chúng ta hỏi kỹ thì khó tiêu chức năng người ta cũng sẽ có đầy bụng, cũng sẽ có đau bụng, chứ ít khi nào mà nó tách riêng hai cái đó ra hết. Và chúng ta có thể sử dụng nó giống như một cứu cánh, dùng prokinetic không hết, kết hợp thêm cái ức chế tiết axit xem thử nó như thế nào. Hoặc là mới đầu chúng ta dùng ức chế tiết axit, bệnh nhân không hết, chúng ta lại phối hợp vô prokinetic xem bệnh nhân như thế nào và điều trị có thành công hay không. Nếu tiếp tục thất bại thì chúng ta lại đi đến cái ô sau cùng, chống trầm cảm 3 tháng, cái giờ 8-12 tuần, rồi sau đó không được nữa thì tránh điều chỉnh tâm sinh lý, phối hợp rất nhiều thuốc, thậm chí thực phẩm chức năng, giống như các chuyên gia từ Nhật Bản khuyến cáo. Đó là năm 2015, vậy thì 2016, lúc đó thì cái ROM 4 chưa ra đời, chuẩn bị ra đời, thì chúng ta thấy ở ROM 4 thì cái sơ đồ của ROM 4 nó cũng như vậy, nó cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ xin nói rõ cho các quý vị, quý anh chị, đồng nghiệp xem thêm là cũng là bắt các triệu chứng chính, ăn mau no, khó chịu sau ăn thôi, thì nó tách ra là đầy bụng sau ăn. Hai triệu chứng sau, đau thượng vị, nóng rát là đau bụng sau ăn. Thì cũng khám bệnh sử, khám lâm sàng, giống như thầy Thủy nói, chúng ta phải khám, phải hỏi triệu chứng cơ năng cực kỳ cẩn thận. Và nếu có triệu chứng báo động, có không? Có là phải đi nội soi liền. Có nguyên nhân, chúng ta điều trị theo nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân,
thì coi cái chứng khó tiêu này nó như thế nào, và với cái điều kiện của chúng ta là cái tỷ lệ nhiễm HB trong cộng đồng rất cao, chúng ta nên test HB, xem xét điều trị, và nếu tiệt trừ HB điều trị cải thiện thì thôi, nếu không đó ở đây rơm bố người ta à, quý thầy cô các anh chị có thể thấy tiệt trừ HB nếu triệu chứng cải thiện thì người ta gọi là khó tiêu thứ phát, có nghĩa là do HB gây ra thì người ta gọi là một cái bệnh lý riêng rồi, viêm dạ dày do vi trùng HB thì người ta sẽ tách riêng ra khỏi khó tiêu chức năng, mặc dù cái triệu chứng nó cũng là triệu chứng của khó tiêu chức năng. Nếu không có HB thì chúng ta điều trị theo khó tiêu chức năng đơn thuần, còn có HB thì chúng ta điều trị HB. À, cái sơ đồ này thì nó cũng nằm trong cái rung 4, tôi cũng xin nhắc lại thôi, thì khai triển thêm một chút xíu, nó tiếp theo cái sơ đồ trên. À, nếu chúng ta điều trị HB là không HB mà chúng ta chưa đạt được những cái kết quả như mong muốn thì có thể tham khảo thêm cái sơ đồ này. Tại vì nó cũng chỉ lặp lại mà thôi, ví dụ như chậm lòng đống dạ dày thì sử dụng ruột kinetic. Ở đây chúng ta thấy tăng nhạy cảm tạng thì có thể sử dụng chống trầm cảm phối hợp như thế nào. Còn thí dụ như viêm dạ dày à, tăng cái bạch cầu ái toan ở cái hành tá tràng thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc chống dị ứng hoặc là phối hợp với kháng axit để xem cái viêm dạ dày tá tràng kèm theo hay không. Thì đây là cái triển khai thêm thôi, nội dung thì nó cũng giống giống như là cái slide trên. À, xin phép có vài câu kết luận. Thứ nhất, khó tiêu chức năng đó là gồm hai triệu chứng liên quan đến bữa ăn và có thể xuất hiện đồng thời trên cùng một bệnh nhân. Chẩn đoán thì chúng ta sẽ chẩn đoán bằng phương pháp loại trừ. Tuy nhiên, luôn luôn chú ý các dấu hiệu báo động và phải khám kỹ, thăm hỏi kỹ các triệu chứng lâm sàng, đặc biệt là các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân. Bệnh lý này là bệnh lý mãn tính, dễ tái phát. Và trong quá trình chẩn đoán, chúng ta cần trước khi điều trị, chúng ta cần phân biệt khó tiêu chức năng với lại hội chứng ruột kích thích và bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đây là hai cái rối loạn chức năng ống tiêu hóa cực kỳ phổ biến hiện nay. À, hiện tại thì chưa có thuốc điều trị tối ưu và chuyên biệt cho khó tiêu chức năng. Các thuốc có thể chúng ta dùng ức chế bơm rồ tông hay là ruột kinetic tùy theo cái dạng khó tiêu chức năng mà bệnh nhân gặp. Có thể phối hợp hai thuốc này và nếu thất bại điều trị phải phối hợp theo những cái thuốc chống trầm cảm, liệu pháp tâm lý và các cái biện thực phẩm chức năng. Thì đó là theo y văn của Việt Nam chúng ta là hết sức cẩn thận, tại vì chúng ta không không được sử dụng cái đó trong cái toa thuốc của bệnh nhân. Và quan trọng nữa là gì, cái cuối cùng là tất cả các bệnh nhân không có giống nhau, mỗi người đều là có thể có cái ưu thế triệu chứng này hoặc ưu thế triệu chứng kia, hoặc là phối hợp các triệu chứng lại với nhau. Do đó thì chúng ta phải cá thể hóa điều trị, từng bệnh nhân một sẽ có một cái chương trình điều trị khác nhau, cái tư vấn tâm lý khác nhau, hướng dẫn khác nhau để giúp cho bệnh nhân có thể đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Dạ, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã theo dõi. Và trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa Hồ Tấn Phát. Đúng là một chuyên khoa tiêu hóa. Mặc dù triệu chứng cơ năng chỉ là khó tiêu nhưng mà đã trình bày đến 30 phút. Tôi thấy đây là một cái sự là nỗ lực rất lớn. Và đặc biệt là cái càng thuyết phục hơn là mặc dù thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như chúng tôi biết là đang điểm nóng của tâm dịch mà còn tâm trí để mà chuẩn bị cho chúng ta bài như thế, tôi thấy là rất là cảm động. Tôi thấy là cái và cái qua cái bài này thì chúng ta nhận thấy đúng là cái vai trò triệu chứng cơ năng quá quan trọng, mà không phải vì thế mà chúng ta vội vàng à, như vậy đến 30 phút chúng ta mới tìm ra được bệnh nguyên và triệu chứng để từ đó mới điều trị. Đặc biệt là bác sĩ Pháp đã nhấn mạnh để cho chúng ta một cái loại là gabapentin, tức là mozapride đấy. Đây là một loại là kích thích giải phóng acetylcholine, nó chất vận chuyển thụ thể năm HT4, rồi làm tăng vận động cơ trơn, tăng nhu động dạ dày ruột, là một trong những cái loại thuốc là điều trị chứng khó tiêu ở bệnh nhân là dạ dày tá tràng. Tôi thấy đây là điều rất hay. Và chắc nữa là bác sĩ Pháp sẽ cho thêm một vài ý kiến trong phần thảo luận. Và đã đến đây, tôi xin qua cái phần chúng ta thảo luận. Thì bây giờ trước hết tôi xin mời Phó Giáo sư Toàn sẽ cho một ít comment liên quan đến cái đề tài mình, hoặc là các đồng trả lời một số câu hỏi mà các đồng nghiệp có hỏi. Xin mời Phó Giáo sư Toàn, xin mời. Vâng, xin cảm ơn thầy Phó Giáo sư Nguyễn Hải Thủy. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa Hồ Tấn Phát. Thì có lẽ chúng ta cũng nhận thấy rằng có bài báo cáo của chúng tôi thì cái vấn đề nội cồn đấy là đây đúng nghĩa như cái chủ đề của chương trình đào tạo y khoa liên tục hôm nay, đó là các vấn đề thực tiễn lâm sàng thường gặp ở phòng khám.
Bởi vì chắc chắn rằng ở phòng khám, quý anh chị đồng nghiệp có công nhận rằng là bệnh nhân đến á, 10 bệnh nhân thì có hết 3 bệnh nhân á, đau bụng, khó tiêu, đau thượng vị, 3 bệnh nhân đau đầu và 3 bệnh nhân tê tay chân. À, còn lại là những vấn đề khác cơ xương khớp. À, bởi vì đây là những bệnh nhân những triệu chứng thông thường và hoàn toàn triệu chứng cơ năng. Tuy nhiên rằng chúng ta thấy rằng là cơ năng nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ qua, mà như qua 3 bài báo cáo chúng ta thấy đằng sau đó hoàn toàn là những vấn đề nó tương đối khá là trầm trọng, nó ảnh hưởng tới chất lượng sống bệnh nhân. À, chúng ta thấy cho dù là khó tiêu chức năng, hay cho dù một cái đau đầu cơ năng, à, hay là một cái gọi là rối loạn cảm giác ngoại biên, tất cả đó không có gây ra cái chuyện là tử vong tức thì cho bệnh nhân, cũng không gây tàn phế tức thì cho bệnh nhân giống như là đột quỵ. À, nhưng mà nó gây ra một cái giảm chức năng sống cho bệnh nhân và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình hoạt động cũng như làm việc của bệnh nhân. Và cả anh chị biết là theo thống kê thì cho thấy rằng là tất cả những vấn đề này đều gây ra một cái gánh nặng về mặt cái xã hội cũng như gánh nặng về mặt y tế rất là lớn ở các nước phát triển. Thì chúng ta thấy rằng là cả ba vấn đề này cuối cùng chúng ta thấy từ chung một yếu tố, đó là cuối cùng á, là đa số là gây ra là do các yếu tố mà nó liên quan tới bản thể của bệnh nhân, vấn đề tâm lý, vấn đề xã hội, và nó nhiều lúc nó không có liên quan hay là ít liên quan tới các cái bệnh lý thực thể nằm dưới. Ví dụ như hai trong khó tiêu chức năng chẳng hạn, khó tiêu chức năng nếu như mà bệnh nhân đến mà không có, đa số là bệnh nhân không có các cái gọi là dấu hiệu báo động, mà nếu không có dấu hiệu báo động thì điều trị chủ yếu đó là chúng ta dùng các nhóm thuốc là prokinetic, chúng ta ở đây có mosapride cộng với cái nhóm domperidone, nếu không được nữa chúng ta có thể kết hợp thêm cái nhóm PPI chế tiết acid, và nếu không được nữa thì chúng ta chuyển qua đó là phối hợp chúng các cái thuốc chống trầm cảm và giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội cho bệnh nhân. Thì trong cái đau đầu cũng vậy, cái đau đầu nếu không có triệu chứng báo động thì chúng ta nghĩ đến cái đau đầu nguyên phát, mà đau đầu nguyên phát thì chúng ta biết là hết 70% là đau đầu căng cơ, nghĩa là liên quan tới cả vấn đề về tâm lý, về căng thẳng, về stress vân vân. Vậy thì điều trị ngoài cái chuyện giảm đau thì chúng ta điều trị có cái cơ chế của căng cơ, đó là các cái thuốc gây ra giãn cơ, giãn cơ, và chúng ta giải quyết cái vòng xoắn bệnh lý là giãn cơ gây đau, giãn cơ gây tái lập đau, và chúng ta giải quyết được cái nguyên nhân. Mà nếu không đỡ nữa thì chúng ta giải quyết đến vấn đề đó là tâm lý xã hội, đó là các cái thuốc phối hợp thêm điều trị rối loạn lo âu, chống trầm cảm và các yếu tố xã hội đi kèm. Và bên cạnh đó nữa, bệnh nhân tới khám viện về tê tay chân, chúng ta biết rằng đặc biệt cái những bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường và đặc biệt đái tháo đường thì cái biến chứng thần kinh ngoại biên đái tháo đường rất là lớn. Mặc dù bệnh nhân có thể đến với chúng ta chưa có biểu hiện của yếu liệt hay chi dưới, nhưng các cái rối loạn về cảm giác thường xuất hiện khá sớm ở những bệnh nhân đái tháo đường, và đặc biệt là thậm chí rằng là đái tháo đường tiền đái tháo đường. Bởi vì ở đây chúng tôi và giáo sư Thùy đã làm cả nghiên cứu thì cho thấy rằng là tỷ lệ nó chiếm đến 12-25% ở bệnh nhân tiền đái tháo đường là đã có triệu chứng của bệnh lý thần kinh ngoại biên đái tháo đường rồi. Vậy thì vấn đề đó là nếu chúng ta đợi cho tới khi mà xác định thiết lập chẩn đoán trên điện cơ, hoặc là bệnh nhân đã có yếu liệt, hoặc là bệnh nhân đã có bệnh lý mãn chứng đái tháo đường thì lúc đó quá muộn, bởi bệnh nhân sẽ nhận hậu quả rồi. Do đó vấn đề nhận diện sớm và điều trị sớm đó là vấn đề rất quan trọng, mà vai trò của bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tại phòng khám rất quan trọng. Đó là gì? Là chúng ta nhận diện triệu chứng cho bệnh nhân và chúng ta có tư vấn cho bệnh nhân cụ thể, để có hai chuyện là nâng cao nhận thức cho bệnh nhân, và thứ hai chúng ta phát hiện sớm các cái bất thường để có thể điều trị sớm cho bệnh nhân. Và do đó thì cái trong cái bệnh lý kinh ngoại biên nhiều lúc rằng bệnh nhân khá chủ quan, ngay cả ở đây chúng tôi có những bệnh nhân á, và khi đó điện cơ đã thấy bất thường rồi, nhưng bệnh nhân vẫn đính đến rằng là tôi có gì cả, tôi vẫn đi lại bình thường, tôi vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên rằng là gì, đó chính là yếu tố mà chúng ta biết rằng là trong tương lai gần bệnh nhân sẽ tàn phế. Do đó nhận diện sớm, điều trị sớm bằng các cái thuốc, đặc biệt là đánh vào cơ chế như là giáo sư Thị trình bày á, cơ chế của homocysteine bổ sung các cái nhóm mà tiền chất vitamin B12 đóng vai trò rất quan trọng ở trong cái củng cố và dự phòng tiến triển của bệnh lý kinh ngoại biên đái tháo đường. Đó là chưa kể rằng là chúng ta biết cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á, thì đa số hiện tại mặc dù có nhiều thuốc mới, nhưng mà chúng ta biết rằng là hết 70-80% luôn luôn chúng ta dùng nhóm metformin
như là first line và điều trị liên tục qua metformin, chúng ta biết là dùng dài lâu thì nó cũng góp phần và làm giảm cái nồng độ vitamin B2 trong máu, do đó cũng sẽ làm cho cái triệu chứng bệnh nhân nó nặng thêm. Do đó vấn đề bổ sung vitamin B12 rất là quan trọng trong cái điều trị cũng như trong cái dự phòng cái tiến triển của bệnh tim ngoại biên đái tháo đường. Vậy thì có ba cái bài báo cáo này chúng ta thấy có một điểm chung, đó là gì? Thứ nhất là tất cả bệnh nhân đến chúng ta đều các triệu chứng cơ năng tê tay chân, khó tiêu, đau đầu, nhưng tất cả những triệu chứng cơ năng đó đều ẩn dưới đó là các cái nguyên nhân và các cái bệnh lý mà chúng ta hoàn toàn không hề được chủ quan nếu đứng trên phương diện lâm sàng. Và một lần nữa khẳng định rằng là gì, vai trò của lâm sàng cực kỳ quan trọng trong nhận định và đánh giá một bệnh nhân, cho dù chỉ đến với chúng ta một điều chỉnh đơn giản là điều chỉnh cơ năng âm mạch khó tiêu hay đau đầu hay là tê tay chân. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn là công ty đã cho cả ba người báo cáo viên hôm nay có điều kiện để được trao đổi với quý vị đồng nghiệp ba chủ đề mà nó rất là sát với cái thực hành lâm sàng hàng ngày, đặc biệt là phòng khám ngoại trú. Thì sau đây để tiếp tục chương trình thì sẽ xin thầy tiếp tục với các cái phần trả lời các câu hỏi mà khán thính giả đã đưa ra. Xin cảm ơn thầy giáo sư Nguyễn Hải Trị. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Toàn. Bây giờ đến phần tham luận của bác sĩ Hồ Tấn Phát. Xin mời chuyên gia, chuyên gia tiêu hóa. Dạ, thưa thầy, kính thưa thầy Nguyễn Hải Thủy, kính thưa phó sư Nguyễn Đình Toàn, thì thật sự hôm nay em cũng rất là lấy làm vinh hạnh khi được mời đến cùng tham gia cái buổi thảo luận hôm nay. Thì qua hai bài báo cáo em thấy rất là hay của thầy Thủy và thầy Toàn. Thì thực sự mà nói thì đối với lại chuyên khoa tiêu hóa của tụi em á, thực sự gần đây tụi em gặp rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường kèm theo khi mà vào khoa, thì điều trị đái tháo đường cũng rất là lúng túng, và bệnh nhân cũng có những bệnh nhân bị cái biến chứng bằng chứng đái tháo đường. Và đặc biệt là trong những trường hợp viêm tụy cấp, tụi em thường xuyên gần như là tất cả các bệnh nhân gần như đều có cái đường nó cao khi mà nhập viện. Thì cái này liệu có phải là cái đái tháo đường thật sự hay không, hay là cái rối loạn dung nạp đường trước khi là có đái tháo đường diễn ra cho bệnh nhân? Cái này nó đã có trước khi bệnh nhân nhập viện, trước khi bị viêm tụy, hay là bệnh nhân đã có sẵn rồi và bây giờ cái viêm tụy nó đưa bệnh nhân vào viện và nó thể hiện, thì quyết định điều trị đôi khi làm cho tụi em rất là khó khăn. Và trên những bệnh nhân sơ gan cũng vậy, trên những bệnh nhân sơ gan thì nó có những bệnh nhân giai đoạn cuối có thể nó tụt đường, nó không dự trữ glycogen được nữa, tụt đường, và cũng có những bệnh nhân đái tháo đường trên sơ gan, thì cái điều trị của nó cũng là những cái mà chúng em rất là lúng túng trong cái điều trị, đều phải nhờ đến các chuyên gia của các đồng nghiệp bên nội tiết để mà phối hợp điều trị. Còn tại phòng khám thì thực sự mà nói thì đối với lại cái chuyên khoa tiêu hóa của tụi em, những bệnh nhân mà thuộc cái dạng khó tiêu chức năng như thế này điều trị đôi khi rất là khó khăn. Chúng ta nhiều khi tụi em có những bệnh nhân mà khi mà vào các bác sĩ lại nhìn nhau chỉ cười thôi, bệnh nhân đó vào nửa kìa, có nghĩa là đâm ra bác sĩ giống như sợ bệnh nhân. Sau khi điều trị khó tiêu chức năng cho bệnh nhân một thời gian hoặc là hội chứng lục kích thích thì người bác sĩ bắt đầu trở nên là nhức đầu mà căng cơ thôi. Chắc là bây giờ sau cái bài của thầy Toàn mới hiểu rằng nó là nhức đầu căng cơ, có nghĩa là nó quá căng thẳng đi, thì sau khi cái bài của thầy Toàn mới biết được ba cái nguyên nhân gây nhức đầu chính, thì đúng là bác sĩ tiêu hóa chắc là nhức đầu căng cơ. Mà cái thứ hai, nói thật lòng, tụi em cũng có thể gặp đó là ngồi bác sĩ ngồi tiêu hóa khám suy nghĩ hoài, không biết cho bệnh nhân cái thuốc gì để mà điều trị cho bệnh nhân nữa, hay là chuyển cho đồng nghiệp khác, mình ngồi riết đâm ra tê tay tê chân thống như thoái hóa cột sống cổ, biết đâu đó thì nó lại có cái những cái triệu chứng của thần kinh ngoại biên giống như là bài của thầy Thủy vừa mới giảng. Thành ra là đối với khó tiêu chức năng thì tụi em trong cái quá trình thực hành lâm sàng hàng ngày gặp rất nhiều, và đôi khi cũng được sự trao đổi của các kinh nghiệm của các đồng nghiệp và các cái hướng dẫn điều trị thực sự nó rất là biến động. Và thí dụ như mấy ngày nay thì trong cái thời gian gần đây thì giống như là cái dịch Covid đang diễn ra thì chuyên khoa của tụi em cũng giống như các chuyên khoa khác ở trong bệnh viện thì có những cái số điện thoại để tư vấn cho bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, hoặc các chuyên khoa khác nhau đều có. Thì đúng là có rất nhiều bệnh nhân tự nhiên kêu nhức đầu, cũng căng thẳng, rồi cũng tê tay tê chân, mà thật sự tụi em cũng rất là lúng túng, không biết tư vấn bệnh nhân sao. Bây giờ chẳng lẽ lại cứ nói bệnh nhân thôi, bây giờ tôi tư vấn về tiêu hóa, còn những cái nhức đầu tê tay tê chân thì thôi mời thêm tư vấn thêm bác sĩ chuyên gia thần kinh, bác sĩ chuyên gia về nội tiết để giúp cho bệnh nhân. Thì đây là một cái thực tế, và đối với chuyên khoa tiêu hóa thì thật sự mà nói thì cái rối hội chứng mà rối loạn chuyển hóa bây giờ rất là nhiều,
Trong đó thì đái tháo đường, bệnh nhân béo phì, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ do rượu và có thể không do rượu, nó cũng càng ngày càng nhiều hơn trên thế giới và ngay cả Việt Nam chúng ta, thì cái hội chứng rối loạn tia, cái rối loạn chuyển hóa nó càng ngày càng trầm trọng. Còn đối với nhức đầu thì thực sự mà nói chúng ta thì cũng thường xuyên gặp những cái bệnh nhân là hay nhức đầu một cách đột ngột, nhưng mà để xác định xem cái nhức đầu này có nguy hiểm hay không, có cần đến chuyên gia nội thần kinh hay không, hay là chỉ là những cái nhức đầu mà do triệu chứng cơ năng hoặc là migraine chẳng hạn chúng ta điều chỉnh, thì qua cái buổi hội thảo hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn thầy Thủy, xin cảm ơn phó sư Toàn đã có những cái trao đổi rất là hữu ích, và trong cái khám lâm sàng hàng ngày sẽ giúp ích thêm rất nhiều cho các bác sĩ làm về tiêu hóa nói riêng cũng giống như các bác sĩ phòng khám nói chung. Xin hết. Xin cảm ơn ý kiến của bác sĩ Phát. Riêng cái câu hỏi của bác sĩ Phát thì đôi khi trong cái hoàn cảnh này nhiều khi cũng hơi bị khó để trả lời, vì đại đường cái được gọi là đường máu bất kỳ trên 140 tên gọi là tăng đường huyết. Thì như vậy là nếu mà chúng ta quyết định chữa ăn chữa nữa thì nếu mà có được điều kiện thì chúng ta nên làm cái HB1C, hoặc là cần hơn nữa là chúng ta dùng fructosamine thì để cho biết bệnh nhân bị trước hay bị sau, và tùy theo cái tình huống mà bệnh nhân ăn được theo ăn được và tình huống chúng ta theo dõi tiếp tục mà thấy đường huyết tăng thì chúng ta có sự trí khác nhau. Đó, hôm nào thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện chúng ta sẽ trao đổi với cả này nói hơi bị dài. Rất là cảm ơn anh, rất là cảm ơn thầy Toàn, và cũng không hiểu là vì sao là bây giờ câu hỏi của tôi hơi bị nhiều hơn cả hai anh. Thì tôi xin thời là thời chúng như thế này, vì chúng ta thời gian chúng ta đã quá rồi, thì tôi xin trả lời như thế này. Tức là có một câu hỏi là tiêu gamma là hiện nay là có rất nhiều khuyến cáo đề nghị sử dụng, thì tôi xin nói như thế này. Tức là tiêu gamma là một cái dẫn xuất gần giống như của alpha lipoic acid. Đây là cái sản phẩm mà chống cải oxy hóa, nó giảm được cả gốc tự do. Thì chính vì vậy và nó được cải thiện cái kháng insulin. Thì như vậy từ trong những guideline từ năm 2005 thì người ta đã thấy dùng cái này. Đã dùng cái này thì như vậy là cái này là một thuốc để chống cải oxy hóa. Thì như vậy chúng ta có thể dùng, nhưng mà bây giờ cái gì chúng ta điều trị thì chúng ta điều trị theo guideline. Thì những theo guideline như hồi nãy tôi đã trình bày thì như vậy các đồng nghiệp thấy là cái loại thuốc này thì cho đến nay thì người ta ít sử dụng, mà người ta sử dụng vào kiểm soát đường máu rồi sau đó mà chỉ các triệu chứng cơ năng liên quan của đau ở ngoài biên thì chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm đau là chính. Thì như vậy chúng ta cũng có quyền sử dụng từ các đồng nghiệp. Cái thứ hai nữa là có một các đồng nghiệp nói rằng là bây giờ thì nên cung cấp B12 cho bệnh nhân hay không. Thì đầu tiên hết là chúng ta thấy B12, như vậy chúng ta thấy là đầu tiên hết là chúng ta xem cái các bệnh nguyên bệnh nhân có nguy cơ gây không. Ví dụ bệnh nhân bị cái chứng dạ bệnh lý của dạ dày ruột, hay bệnh nhân sử dụng các thuốc, hay là bệnh nhân sử dụng các thuốc kháng tiết, đặc biệt là kháng tiết H2 hoặc là bơm proton, hoặc là bệnh nhân có những bệnh lý dạ dày, đặc biệt là chế độ ăn. Ở bệnh nhân đái đường thì thường thường họ hay kiêng khem ăn rau nhiều, hạn chế cái thức ăn gọi là đỏ, thì như vậy nó dễ bị thiếu. Và chúng ta biết là cái chắc chắn nhất là metformin, đây là cơ chế, đây là cơ chế rất rõ. Nếu bệnh nhân dùng metformin thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị thiếu B12. Như vậy chúng ta nhìn vào đây có đến 5 cơ chế nó liên quan đến metformin giảm B12. Và chúng ta nhớ rằng là nghiên cứu gần đây nhất người ta thấy rằng nếu trên 2000 mg thì chắc chắn phải giảm rồi. Thì như vậy nếu đồng nghiệp mà sử dụng cho bệnh nhân với điều trị thuốc này, nhưng mà tôi xin thưa đây là tài liệu của người nước ngoài, có nghĩa là họ 80-90 kg là 200 mg, nhưng ở Việt Nam chúng ta chỉ cần 1500 chúng ta là đã có nguy cơ rồi. Thì như vậy là vấn đề định lượng hay vấn đề sử dụng thì các bạn đầu tiên là các bạn phải xem cái yếu tố khởi phát, đó là yếu tố nguyên nhân, đó là và các hậu quả, đặc biệt là những cái biến chứng. Biến chứng do thiếu B12 thì các đồng nghiệp là thấy. Như vậy không thể vẫn đủ B12 mà thiếu máu, đúng không? Hoặc là thiếu máu thì các bạn thấy vào một vài tâm lý. Một cái thứ hai nữa là cái sản phẩm hôm nay chúng ta nói metincoban với các B12 có giống nhau không, chứ nó có khác nhau gì? Là cái sản phẩm hôm nay được giới thiệu đó là gì? Đây là một cái dạng hoạt tính, tức là tác dụng trực tiếp, còn những cái B12 chúng ta uống hàng ngày đó là những dạng không hoạt tính. Và thứ hai nữa là gì? Là cái cơ chế của cái tác dụng của B12 là gì? Là biến tổng hợp để biến thành methionine, tức là những cái các metin để là giúp cho cái homocysteine biến thành methionine. Thì như vậy đấy là một cái cơ chế tác động khác nhau. Về dược thì như vậy, chúng ta về dược đồng học thì đấy cái loại thuốc nó đi vào trong dịch nạo tụy, vào huyết thanh rất cao, cái đó là tác dụng rất tốt, phải không? Và ngoài ra có những cái
Cái tác dụng mà hồi nãy tôi đã lưu ý đó lên sự phục hồi thần kinh và tái tạo sợi trục myelin hóa bị tổn thương thần kinh vân vân. Thì đây là những cái mà chúng ta phải lưu ý trong một cái vài cái vấn đề này. Một cái nữa là hồi nãy có một đồng nghiệp là đề nghị tôi có trả lời về cái chuyện mà trên cái mà một người mà dùng Fosamax thì như vậy chúng ta biết cái vấn đề loãng xương thì nó liên quan đến canxi, mà bệnh nhân này là bị tê tay tê chân kéo dài thì như vậy đầu tiên là chúng ta làm cái hai cái đơn giản nhất là chúng ta làm tru số, đúng không, làm số tech là hai cái dấu có cái giảm canxi không. Cái thứ hai nữa là các bạn biết cái người này sinh 1947 có nghĩa là năm nay bao nhiêu tuổi anh nhỉ, già quá rồi. Các bạn biết là da quá thì người ta gọi hội chứng lão khoa, khó lắm. Thì theo tôi trong những trường hợp này thì chúng ta đi cần thăm dò, và đặc biệt là cái hội chứng lão khoa. Thì đây là cái hội chứng lão khoa thì chắc là thầy Toàn có ý kiến thêm, chứ nếu như thế này thì chúng ta thấy khó, là vì người mà một người theo nguyên tắc là những người trên 80 tuổi thì không có dùng metformin. Và nếu như mà các đồng nghiệp phải xem các yếu tố khác, ví dụ như vấn đề ăn uống và những dinh dưỡng của bệnh nhân, thì đó là một số cái ý kiến của tôi. Thêm việc thầy Toàn thì có ý kiến gì cái câu hỏi về cái Fosamax này điều trị loãng xương cái liên quan đến cái chuyện tê tay, thì tôi thì chỉ có trong cái phạm vi của liên quan đấy này là chủ yếu canxi, giảm canxi thì bệnh nhân cũng có tê tay cũng tê bì. Thêm việc thầy Toàn có ý kiến gì ngoài có liên quan đến cái vấn đề thần kinh trên một người mà trên 80 tuổi này không, thì xin mời thầy Toàn có ý kiến thêm. Xin cảm ơn thầy Thủy. Thì riêng bệnh nhân này á, nếu bệnh nhân mà sinh năm 1947 nghĩa là bệnh nhân cũng đã khá lớn tuổi, 54-55 tuổi rồi, đại đương tiểu đương 80 rồi, 80 mấy tuổi rồi, bảy mươi bốn tuổi kìa. Thì thật ra là cái bệnh nhân tiểu đương 8 năm hiện nay bệnh nhân đi khám tại phòng khám vì tê tay tê chân kéo dài, thì cái này thật ra này trong cái tác dụng phụ thật trong tất cả các loại thuốc ấy, tác dụng phụ thường là luôn luôn có từ hai vị trí mà hay gặp, một đó là tiêu hóa và hai nữa là biểu hiện thần kinh ngoại biên, tức là biểu hiện các tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên các tác dụng phụ này thường là không kéo dài, thường không kéo dài. Mà ở đây có một điều nữa đó là bệnh nhân có lẽ dự kiến mà thính giả đưa ra là bệnh nhân tê tay tê chân nhưng tê như thế nào, cái tê đó nó kèm theo có gì cảm hay không, bởi vì cái riêng ở trong cái rối loạn cảm giác mà tê tay không á thì nó chung chung quá. Thứ nhất là có gì cảm không, thứ hai là có kiểu chấm dích kiện bo bá hoặc kiểu rạc bọng hoặc là có kiểu giống như là tay chân á, đặc biệt là chân khi mà người ta đi không có dây dép thì có cảm giác này giống như còn lập sốt nằm ở dưới không, thì những cái đó nếu như còn thì nó chính là triệu chứng của bệnh lý thần kinh ngoại biên đại đường liên quan tới đại đường, đặc biệt là bệnh nhân đã bị 8 năm rồi. Thì như chúng tôi nói đó, cái thật ra bệnh nhân đại đường á thì ngay cái tiền đại tháo đường thì tỷ lệ nó đã chiếm đến gần 25% rồi, mà nếu 6-8 năm chắc chắn là có. Mặc dù rằng ở đấy bạn đang nói rằng là bệnh nhân được kiểm soát đường huyết tương đối tốt, thì thật ra có một nghiên cứu cho thấy rằng nó kiểm soát đường huyết tốt cũng không làm cho gọi là cái, tức là ngay ban đầu thì ok, tức là ngay ban đầu khi tiền đại tháo đường và phát hiện đại tháo đường thì ok, nhưng khi bệnh nhân đã có biến chứng rồi thì kiểm soát đường huyết á thì cũng không làm cho bệnh nhân á gọi là trở lại ban đầu, có nghĩa là không làm cho bệnh nhân lành hoàn toàn, nhưng nó có khả năng đó là làm chậm tiến triển cho bệnh nhân trở thành những cái di chứng và cái tàn phế. Do đó ở trên trong trường hợp này á thì liệu rằng đây là tác dụng phụ của Fosamax plus hay là đây là bệnh lý kinh ngoài biên đạo đường, thì chỉ có một cách để chúng ta có thể trả lời cách khách quan nhất, đó là cho bệnh nhân là đo điện cơ. Cả hai thăm dò đó là một là điện cơ dẫn truyền và hai là điện cơ kim, để chúng ta đánh giá được hoạt động của chức năng dây thần kinh qua cái dẫn truyền cũng như qua cái biên độ của dây thần kinh ngoài biên, thì sẽ đánh giá được và trả lời được cách khách quan trong trường hợp này. Còn trong trường hợp này nếu như mà chưa có cái điều kiện mà làm được cái điện cơ, đặc biệt trong mùa dịch này, thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bổ sung được cái metinkoban trong thời gian này điều trị ít nhất là trong vòng 1-3 tháng, và sau đó thì đánh giá lại chia cái cách mà tiếp cận hiện tại là như vậy thôi. Chứ còn ngoài trừ là không biết là bệnh nhân của em theo phải là đau hay không, tức là đau có một tình trạng đau thần kinh hay không, nếu có
thì phải điều trị theo cái guideline, tức là điều trị cụ thể có các cái thuốc mà điều trị đau, trong đó chủ yếu và hiện tại là first line bây giờ vẫn là pregabalin, một ngày một viên, tức là 75 mg cho tới 100 mg. Thì đó là cái câu hỏi liên quan tới bệnh nhân tiểu đường. Còn câu hỏi nữa đó là Myonan nên được dùng như thế nào với bệnh nhân đau đầu căng thẳng hay đau đầu căng cơ, và điều trị các cơ cũng như là dự phòng và điều trị bao lâu. Thì thật ra cho đến bây giờ thì trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi thường cho bệnh nhân đau đầu căng cơ thì thường là chúng tôi dùng phối hợp các cái NSAID kèm theo nữa là các cái giãn cơ, điều trị trong vòng 2 tuần để cắt cơn. Và sau đó nếu bệnh nhân ổn rồi á, thật ra thì bệnh nhân sẽ hết đau thường á, bởi vì phối hợp thêm cái giảm đau thông thường kèm theo NSAID và giãn cơ thì bệnh nhân sẽ hết đau. Và sau khi bệnh nhân giảm đau, chúng ta có thể chuyển qua điều trị dự phòng cơn đau. Thì trong điều trị dự phòng cơn đau này thì chúng tôi phối hợp hai thứ, đó là thường đó là amitriptyline kết hợp với thêm các cái thuốc mà gọi là hỗ trợ cho hoạt động thần kinh như là máy V6 và kèm theo là Myonan. Và liệu trình điều trị là ít nhất là 3 tuần. Thì hiện tại nghiên cứu cho thấy rằng là dùng ít nhất là 3 tuần cho tới là bệnh nhân có thể dùng dài nhất là 3 tháng, tức là trong cái phác đồ mà điều trị và dự phòng các cái gọi là đau đầu căng cơ mãn tính. Thì hiện tại các nghiên cứu vẫn đang cho thấy rằng là có thể điều trị tối đa là 3 tháng mà không gây ra cả hai tác dụng phụ đáng kể đến bệnh nhân. Thì bởi vì hiện tại là chúng tôi vẫn đang dựa vào một số cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu mà nhạc mở, và nghiên cứu này cũng là nghiên cứu chưa phải là nghiên cứu RCT đủ để đưa vào trong cái guideline. Nhưng mà dù sao nữa thì chúng ta cũng có được một cái bằng chứng trên cái nghiên cứu lâm sàng để chúng ta có thể ứng dụng vào cái điều trị thực tế cho bệnh nhân. Còn nói về cái chuyện nếu như rằng cái này đã có guideline chính thức chưa, FDA đã công nhận và đưa vào guideline của hội đại thảo đường hay là hội thần kinh học chưa, thì thật ra vẫn chưa có guideline một cách chính thống. Mà chúng ta biết rằng là có trên phương về phương diện về phương diện điều trị chúng ta có hai cái: một đó là các cái thuốc điều trị đặc hiệu dựa vào guideline, và hai là các điều trị gọi là second step là chúng ta điều trị phối hợp. Thì ở phối hợp thì thường là chúng ta sẽ dựa vào một đó là các nghiên cứu lâm sàng đã có, mặc dù chưa đủ để hình thành guideline nhưng mà đủ để chúng ta có thể ứng dụng lâm sàng. Và cái thứ ba nữa đó là điều trị theo các cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm ở đấy không phải là kinh nghiệm của bản thân, mà kinh nghiệm ở đấy là kinh nghiệm của các chuyên gia đã được khuyến cáo và đã được trình bày trên y văn. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy Toàn. Riêng trường hợp này thì đây là bệnh nhân 75 tuổi, thì tôi thấy tôi kinh nghiệm thế này: những người 75 tuổi mà đái tháo đường lâu ngày là họ hay dễ bị bệnh thần kinh tự động cạt tàng. Mà nếu chúng ta mà sử dụng các thuốc mà chống trầm cảm á, thì thứ nhất á, là bệnh nhân rất dễ bị khô miệng, cái thứ hai nữa là bệnh nhân dễ bị bí tiểu, và thứ ba nữa là dễ bị hạ áp tư thế. Thế như vậy là nếu mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân này hết sức cân nhắc, vì tôi đủ kinh nghiệm, là vì những người đã có sẵn tiền sử loạn xương rồi, nó té mất thăng bằng bệnh nhân dễ nguy cơ gãy xương. Cho đó vấn đề mà sử dụng các cái thuốc chống trầm cảm cho những người cao tuổi thì chúng ta hết sức thận trọng. Thì bây giờ chúng ta thấy là đúng là bây giờ chúng ta thấy có một loại thuốc methylcobalamin nó có thể giảm được một số triệu chứng đau cho người này, thì trước mắt cũng cho thử. Vì tôi đã nói rồi, cái hội chứng lão hóa rất là phức tạp. Bây giờ là xin mời bác sĩ Phát hãy trở lại chương trình. Sự phát rất rác là đó là gặp một tin đấy. Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin phép được trả lời. Thì gasmotin, thực ra cái hoạt chất của nó là mozapride, thì có thể dùng được cho mọi đối tượng bệnh nhân khó tiêu hay không. Thì nếu bệnh nhân được chẩn đoán là khó tiêu chức năng và không có các chống chỉ định liên quan theo nhà sản xuất, hoặc là không có tiền căn dưỡng trước đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái mozapride này cho bệnh nhân khó tiêu và đặc biệt là khó tiêu chức năng. Thật sự mà nói, trên những bệnh nhân khó tiêu mà có tổn thương thực thể, ví dụ như là viêm loét hay dạ tá tràng, có loét hay dạ tá tràng kèm theo, hay là có trào ngược kèm theo, có tổn thương ở đường Z của thực quản dạ dày, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái mozapride này. Tại vì cái cơ chế tác động của nó là nó kích thích,
nó tác động lên cái giải phóng cái acetylcholine, tác động lên cái M3, nó làm tăng cường co bóp cơ trơn. Thì ngay cả cái co bóp cơ trơn ở vùng cơ thắt thực quản dưới và cái thân vị dạ dày hang vị, nó vẫn có thể nó có tác dụng, và đó vẫn có thể sử dụng cho bệnh nhân khó tiêu chức năng hoặc là khó tiêu thực thể thứ phát do viêm loét dạ dày tá tràng chẳng hạn. Thì trừ khi nào ví dụ như là bệnh nhân có tổn thương ung thư dạ dày, u dạ dày, hay có những cái tổn thương mà gây tắc nghẽn cái dòng thoát của dạ dày, gây hẹp môn vị, thì chúng ta không sử dụng cho những bệnh nhân đó, tại vì nó sẽ gây ra tăng làm bệnh nhân đau hơn, và nó có thể là gọi là chống chỉ định một cách tương đối. Và các bệnh nhân khó tiêu thì chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân. Liều lượng thì tất cả các nghiên cứu hiện nay mua Jabra cho đến giờ này không phải là quá nhiều nghiên cứu, và tất cả các nghiên cứu đều sử dụng cái liều thường quy giống nhau, đó là 5mg mà 3 ngày một lần, thì chúng ta cũng nên sử dụng cái liều đó và không nên tăng liều thêm. Tại vì nếu chúng ta sử dụng cái liều đó mà chúng ta thấy bệnh nhân chưa đáp ứng thì chúng ta phải coi lại, thứ nhất là các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân, thứ hai có bệnh lý gì khác kèm theo hay không mà chúng ta còn bỏ sót, chứ không nên vội vã tăng liều. Và cái liều này chúng ta nên sử dụng, thậm chí một số cái lưu ý khi sử dụng, thí dụ như là thực sự thì cái Mojabra này chúng ta có thể uống trước ăn hoặc là sau ăn. Tuy nhiên thì đối với khó tiêu chức năng, thường thường nó sẽ có kèm theo hai cái triệu chứng trùng lắp với nhau là đau bụng và đầy bụng, và thường thường bệnh nhân sẽ có sử dụng thêm cái BBI. Và BBI hiện nay ngoại trừ cái dexlansoprazole thì tất cả các BBI đều tốt nhất khi sử dụng trước ăn ít nhất là 30 phút đến 60 phút để có thể là hoạt hóa, để các cái kênh mà ức chế bơm rồ tâm. Do đó thì chúng ta nên khuyến cáo bệnh nhân có thể uống kèm, uống chung các thuốc khác mà không có cái sự tương tác, và nên uống trước ăn. Thì thông thường có thể uống trước ăn khoảng 30 phút cho bệnh nhân chuẩn bị cái dạ dày tá tràng nó được có cái vận động nó tốt, và sau đó bệnh nhân ăn vào thì cái khả năng làm rỗng dạ dày nó tốt hơn. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh nhân nếu mà chúng ta nói rằng cái ngưỡng kích thích nó tăng nhạy cảm thì cũng đúng, bệnh nhân có thể là uống vô quá sớm, bệnh nhân chưa ăn khoảng 30 phút là bệnh nhân cảm thấy rất là đói bụng, rất là khó chịu, từ đó dẫn đến cồn cào, khó chịu cái bao tử, khó chịu cái vùng dạ dày, giống như tăng tiết axit chưa kịp ăn, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống trước ăn khoảng 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút. Còn nếu như bệnh nhân uống trước ăn 5, 10 phút, 15 phút vẫn cảm thấy rất là đói bụng, rất là khó chịu khi chưa kịp ăn, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng ăn xong rồi uống cũng được. Đây là một số cái lưu ý khi sử dụng cho bệnh nhân. Rất là cảm ơn thầy Toàn với anh Pháp. Vì chương trình cũng có hàng, thì đề nghị hai anh cho số điện thoại và địa chỉ email để các đồng nghiệp có thể là có ý kiến để sau này để góp ý trong cái vấn đề điều trị và theo dõi để có ý kiến về chuyên môn. Kiến thức của như vậy chúng ta đã quá giờ rồi. Thế mà thay mặt chủ tịch đoàn, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Đình Toàn và bác sĩ chuyên khoa Hồ Tấn Phát. Mặc dù trong tinh thần chống dịch nhưng mà bỏ nhiều công sức và chuẩn bị công phu nội dung cho các bài báo cáo hôm nay, và cùng sáng sẻ một số kinh nghiệm lâm sàng về các vấn đề mà các đồng nghiệp quan tâm. Xin hội trường cho biết là hiện nay cho đến là có đến 500 người trực tuyến, 500. Tôi thấy đây là một cái số liệu quá kinh khủng, cho với một cái tinh thần ham học như thế này đã tích cực tham gia chương trình của siêu hôm nay 500, và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thực tế lâm sàng. Xin cảm ơn các đồng nghiệp ở công nghệ thông tin và dược sĩ Mỹ Hiền đã chuẩn bị cho chương trình chú đáo hôm nay. Và xin cảm ơn ban giám hiệu trường công ty ESAI đã cho chương trình hôm nay để mục đích để cho cập nhật lại những cái thông tin liên quan đến cái bệnh lý nội tiết thần kinh và tiêu hóa đến các thầy thuốc lâm sàng. Theo tôi nghĩ thì chương trình chúng ta hôm nay đã thành công tốt đẹp, để lại rất nhiều ấn tượng cho quý đồng nghiệp, và một lần nữa xin chúc quý đồng nghiệp sức khỏe, cùng chúng ta góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Và đến đây, chủ tịch đoàn xin nhường lại cho dược sĩ Mỹ Hiền. Xin hết. Dạ, em xin cảm ơn thầy Thủy ạ. Một lần nữa đại diện công ty ASAI, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, thầy Nguyễn Hải Thủy, thầy Nguyễn Đình Toàn và thầy Hồ Tấn Pháp đã mang đến những bài giảng vô cùng thực tiễn và hữu ích. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện rất đông của quý vị đại biểu trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Mặc dù đã gần 12 giờ trưa nhưng vẫn có hơn 300 quý vị đại biểu vẫn nán lại cùng với chương trình. Hy vọng là công ty ASAI sẽ tiếp tục được đồng hành với quý trường, quý thầy và quý bác sĩ trong những chương trình hội thảo y khoa trong tương lai. Kính chúc quý thầy và quý vị đại biểu luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào.
Chào thầy Thủy, chào anh Phát. Dạ em kính chào thầy Thủy, kính chào thầy Toàn. Dạ, dạ kính chào các bạn. Kính chào. Cho Esai được chụp.